Lạy Đấng Tam Giới Tôn ơi, quy mạng mười phương phận, con nay phát nguyện đồng mấy tổ trì kinh Địa Tạng. Trên đền bốn ơn nặng, mộng bao thân này sanh qua cõi cưng là ai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện thần thông trên cung trời, đạo lợi phẩm tư nhân phần hiện thần thông, con nghe như thế này. Một hoa nọ tại cung trời, đạo lợi đứng phần vì thánh máu mà thuyền pháp luân đỏ bằng khà thuyền, bằng khà thuyền tăng ca chư Phật và Đại Bồ Tát. Trong vô lượng thế giới, mười phương đều đến hồi hôm rồi đồng khen ơi rằng đừng phận Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời an ngũ trường mà hiền sơn ngoái đứng trí huệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn, để điều phục chúng sanh căn cường làm cho chúng nó rõ phàm khổ pháp vui chuyện sống chư Phật. Đều sai thì gia kính tham đường thế tôn, bây giờ đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm nghìn vầng mây sáng rỡ lớn như là vầng mây sáng rỡ đầy đuông. Vầng mây sáng rỡ đại từ bi, vầng mây sáng rỡ đại trí huệ, vầng mây sáng rỡ đại bát nhã, vầng mây sáng rỡ đại tam muội, vầng mây sáng rỡ đại kiết tường, vầng mây sáng rỡ đại phương đứng, vầng mây sáng rỡ đại công đức, vầng mây sáng rỡ đại quỷ, vầng mây sáng rỡ đại tăng thân. Nở và phóng ra bằng cà thuế, vầng mây sáng rỡ như thế, rồi lại phân ra các thứ tiếng vị diệu như là tiếng Bồ Thí Độ, tiếng Trì Giới Độ, tiếng Nhân Dùng Độ, tiếng Tinh Tấn Độ, tiếng Thiền Định Độ, tiếng Bát Nhã Độ, tiếng Từ Bi, tiếng Hỷ Xả, tiếng Giải Thoát, tiếng Vô Lậu, tiếng Trì Huệ, tiếng Sư Tử Hồng, tiếng Đại Sư Tử Hồng, tiếng Mây Sấm, tiếng Mây Sấm lớn trời rộng hồi họp khi đường Phật phá ra bấn khả thuyền, bấn khả thuyền tiếng vi diệu như thế, song thời có vô lượng ứng hàng trời rộng quý thân ở trong cõi ta bàn.
và coi nữa phương ca cũng đến hồi hộp nơi cung trời đau lời như là trời tứ thiên vương trời đau lời trời tu diệm ma trời đau xuân đàn trời hoa lan trời tha hóa trời thứ tài trời phàm chúng trời phàm phu trời đại phàm trời tiểu quang trời vô lượng quang trời quang âm trời tiểu tình trời vô lượng tinh trời biến tinh trời phước sanh trời phương ai trời quang qua trời nghiêm sức trời vô lượng nghiêm sức trời nghiêm sức quá thiền trời vô tướng trời vô phiền trời vô nhiệt trời thiên kiến trời thiền yên trời sáng cứu cánh trời ma hê thú la cho đến trời vi tướng phi phi tướng thương tất cả thiên chúng long chúng cùng ca chúng quỳ thần đều đến hồi hôm lại có những vị thần cõi ta bà cùng cõi nữa phương khác như thần biển thần sông thần rạch thần cây thần núi thần đấng thần sông trầm thần lúa ma thần chú ngài thần chú đêm thần hư không thần trên trời thần chú ăn uống thần cây có cán vị thần như thế đều đến hồi hôm lại có những đại quý vương ở cõi ta bà cùng cõi nước phương khác như án mục quý vương đàm huy quý vương đàm tinh quý vương đàm thai noãn quý vương hành bình quý vương nhiếm đồng quý vương tự tâm quý vương phương lời quý vương đài ai kính quý vương can quý vương như thế đều đến hồi hòm đừng qua phá khởi bây giờ đừng thinh ca mâu ni phật bao ngày văn thù sư lợi pháp vương tứ đại bồ tát rằng ông xem coi tất cả chư phật bồ tát và trời rồng quý thần đó ở trong thế giới này cùng thế giới khác ở trong quân đồ này cùng quân đồ khác này đều đến hồi hôm tại cung trời đào lời như thế ông có biết số bao nhiêu chăng ngài bạn cơ sơ lại bành phần rằng bành đơ thế tôn nếu dùng thần lực của con để tinh đếm trong nghìn kim cũng không biển số bao nhiêu đứng phần bao ngài văn thù sư lại rằng đến ta dùng phận nhãn xem hay còn không đêm xưa số thánh phàm này đều của ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kim lâu xa đến nay hoàng đã độ đương độ chưa độ hoàng đã thanh tựu đương thanh tựu chưa thanh tựu ngài văn thù sư lại bạch đứng phận rằng từ thuở lâu xa về trước con đã tu căn lành chứng đặng trí vô ngài nghe lời đấng phật nói đó thời tin nhận liền còn hàng thiêu quá thanh văn trời rộng tam bộ chúng và những chúng
sanh trong đời sau giàu nghe lời thành thân của Như Lai. Nhưng chẳng là sanh lòng nghi ngờ giàu cho có lại vẫn đi nữa cũng chưa khỏi hủy ban cuối mong được cái tồn nói rõ nhân địa của Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ngài tu hành gì. Làm nguyện gì mà thành tựu đưa sư không thể nghĩ bàn như thế đưa Phật bao ngày bằng thù sư lời rằng ví như bao nhiêu cây có lùm rừng lúa mè tre lau đá núi bụi bằm. Trong cõi tám thiên đại thiên cứ một phần làm một sông hằng rồi cứ so cá trong mỗi sông hằng một hà cán làm mò cõi nước rồi trong mò cõi nước cứ một hàng bụi nhom. Làm một kiếp rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chưa trong mùa kiếm đều đem làm kiếm cá từ lúc Ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng qua vị thâm địa Bồ Tát đến nay nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dù ở trên. Huống là những thoa Ngài Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc thánh văn và bến chi phần này văn thù sư lợi oai thân thể nguyện của Bồ Tát đó không thể nghi bàn đến đường. Về đời sau nếu có trang thiện nam người thiện nữ nào nghe của Địa Tạng Bồ Tát hoàng khen người hoàng chim ngưỡng vái lại hoàng xưng danh hiệu hoàng cúng dường. Nhận đến vẻ cảnh tâm sơn hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát thời người đó sẽ được một trăm lần sanh lên cõi trời đau lời vĩnh viễn chẳng còn bị sa đọa vào chốn án đào. Trường gia tứ khoa nguyện này văn thu sư lời trải qua băng khả thuyết băng khả thuyết kiếm lâu xa về trước tiền thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát làm mộng vì trường gia tứ. Lúc đó trong đời có đứa Phật hiệu là sư tử phấn tâm cụ thông vàng hạnh Như Lai trường gia tư thấy đức Phật tương màu tôn đẹp nghìn phước trang nghiêm mới bạch hỏi đức Phật tu hành nguyện gì. Mà đang to đẹp như thế khi ấy đấng sư tử phấn tâm cụ tung vạn hành Như Lai bảo trưởng gia tư rằng muốn chứng được thần tướng tốt đẹp này cần phải trải qua. Trong một thời gian lâu xa độ thoát ta ca chúng sinh bị khổng ô này văn thù sư lời trường gia tứ nghe xong liền phát nguyện rằng từ nay đến tổ số chẳng thể cười xiên ở đời sau. Tôi vì những chúng sanh tôi khổ trong sao đường mà giảng bài nhiều phương tiện làm cho chúng đó đường giải thoát hết cả rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo bởi ở trường đức Phật. Sư tử phấn tâm cụ tung vang hành Như Lai ngài lâm nguyện
rừng rồng đó nên đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn ư vô số bấn khả thuyết kiếp mà Ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát. Bà là một nữ cứu mê lại thua bấn khả tư nghi vô số kim về trước lông đó có Đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Từ Tại Vương Như Lai. Đức Phật ấy thọ đến 400.000 muôn ứng vô số kim. Trong thời tướng Pháp có một người con gái dòng Ba La Môn, người này nhiều đời chưa phước sâu dày, mọi người đều kinh nể khi đi đứng lúng nằm ngồi, chư thiên thường theo hồ về. Bà mẹ của người cương mê tín tà đạo, thường kinh khi ngôi tam bảo thoái, mặn dầu thân nữ đêm nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người hầu làm cho bà mẹ người sanh chánh kiên. Nhưng bà mẹ người chưa tin hẳn chẳng bao lâu, bà ấy trên thần hồn sa đọa vào vô gian địa ngục. Lúc đó thánh nữ biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quá, liệu chắc phải theo nghiệp quấy mà sanh vào đường ăn. Thành nữ bèn bán nhà đấng sắm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng, rồi đem cúng dường tại các chùa tham thờ đưa Phật Gia Hoa Định Từ Tại Vương. Trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của Đức Phật Giác Hoa Định Từ Tại Vương, đắp vế hoài dung đủ cánh tôn nghiêm, thánh nữ chiêm bái tượng của Đức Phật lại càng sanh lòng kinh ngưỡng, từ nghĩ thầm rằng Đức Phật là đấng đại giác đủ tất cả trí huệ, nếu Đức Phật còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi quốc tôi đến bành hỏi Phật chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi sanh vào chốn nào. Nghe đến đó thánh nữ buồn tuổi rơi lệ chăm nhìn tượng Như Lai mà lòng quyến luyến mãi. Bóng nghe trên hư không có tiếng báo rằng thánh nữ đường khóc kia, thôi đừng có bi ai, qua lắm nay ta sẽ bao cho ngươi biên chỗ của mẹ ngươi. Thanh nữ chấp tay hướng lên hư không mà vãi rằng đứng thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi. Như thế từ khi mẹ tôi mất đến nay tôi thương nhớ ngày đêm, không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi tha sanh vào chốn nào. Trên hư không lại có tiếng bao thánh nữ rằng ta là Đức Phật quá cơ gia Hoa Định Từ Tại Vương Như Lai mà người đứng chim bái đó thấy người thường rón nhớ mẹ trói hơn thường tình của chúng sanh, nên ta đến chỉ bao thân nữ nghe nói xong liền té xìu xuống tay chân mình mây đều bị tổn thương. Những người đứng bên vội vàng đã dậy mộng lan sao, thanh nữ mới tỉnh lại rồi bành cùng trên hư không rằng cuối xin đứng
phần so thương báo ngay cho rõ chỗ tham sanh của mẹ con. Này thần tâm của con sam chân mẫn đơ gia hoa định tự tài vương Như Lai bao thánh nữ rằng cúng dường xong người mau mau trở về nhà rồi ngồi ngay thẳng nghi tướng danh hiệu của tam. Thời người sẽ biến cho ta sanh của mẹ người lễ phần sống thanh nữ liền trở về nhà vì thương nhớ mẹ nên thanh nữ ngồi ngay thắng niềm danh hiệu. Vua giảng hoa đình từ tại vương Như Lai trải suốt một ngày một đêm bỗng thấy thân mình đến môn bờ biển kia nước trong biển đó sôi sùng sùng có rất nhiều thu dữ thân thế toàn bằng sắt. Mày nhảy bên mặn biển chảy rào bên này xua đuổi bên kia thấy những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muôn thuở chìm thoảng nổi ở trong biển bị cắn thu giữ dành nhau ăn thịt. Lại thầy quý giá qua hình thù đều là lùng hoảng nhiều tay nhiều mắng nhiều chân nhiều đầu răng nanh chia ra ngoài miệng bén nhọn giường gươm lùa những người tôi gần thu dữ rồi quỷ lại chập bắn người tội. Thùm quắm đau chân người tội lại hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu khi ấy thanh nữ nhờ nương xứng niệm phong nên tự nhiên không kinh sợ có mồn vì quý vương tên là Vô Đồng. Đến cuối đầu nghìn tiếng hỏi thánh nữ rằng hãy thái Bồ Tát ngài có duyên thứ gì đến chốn này. Thánh nữ hỏi quý vương rằng đây là chốn nào. Quý vương Võ Đông Nam đang đây là từng biển thứ nhân ở phía tây núi Đại Thiết Phi. Thánh nữ hỏi rằng tôi nghe trong núi Thiết Phi có địa ngục, việc ấy có thiệt như thế chăng? Vô Độc đáp rằng thiệt có địa ngục. Thánh nữ ơi đáng nói tôi làm sao để được đến chốn địa ngục đó? Vô Đồng đảm rằng nếu không phải chướng ngoại thần cần phải do nghiêm lưng ngoài hai điều này ra không bao giờ có thể đến đó được. Thánh nữ lại hỏi duyên cớ vì sao mà trước trong miệng này sôi sùng sục như thế và có những người tôi cùng với các thu dự Vô Độc đảm rằng những người tôi trong biển này là những kẻ tao ăn ở cõi diêm phù đề mới chết trong khoảng 49 ngày không người kể từ để làm công đức hầu cứu vớ cô nàng cho lúc xong kẻ đó lại không làm được nhân lành nào cả. Vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tạo mà cảm lấy bao khổ ở địa ngục, tự nhiên họ phải lội qua biển này.
Cảnh miền này mười muôn gió tuần về phía đông lại có một cài biển, những sự thông khổ trong biển đó sám bồi ơn biển này. Phía đông của biển đó lại có một cài biển nữa, sự thông khổ trong đó càng trôi hơn. Đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp mà cám với rằng. Đồng gọi là biển nghiệm chính là ba cái biển này. Vài thánh lại hỏi quý vương vô đông rằng địa ngục ở đâu. Vô đông đám rằng trong ba cái biển đó đều là địa ngục nhiều đến số trăm nghìn, mỗi ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn thời có 18 chỗ, bờ kê đó có 500 chỗ đủ không lường. Sự khổ sở bừng kê nửa có đến 1000 cũng đầy không lường sự thông khôn. Thành nở lại hỏi đại quý vương rằng thân màu của tôi mới quốc gần đây không rõ, thần hồn của người phải xa vào chốn nào. Quý vương hỏi thánh nữ rằng thân màu của Bồ Tát khi còn sống quyền làm những nghiệp gì. Thánh nữ đáp rằng thân máu của tôi mê tín tà đạo, kính chê ngôi tam bảo hoàng có lúng tam thời, tinh chánh pháp xong rồi chẳng kính dầu phước không bao lâu mà chưa rõ đó làng vào đâu. Vô đồng hỏi rằng thần mẫu của Bồ Tát tên họ là gì. Thánh nữ đáp rằng thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi Bà La Môn, thân phụ tôi là Thì La Thiền Kiên. Thân mẫu tôi hiểu là duyên đế lợi vô đạo, chấp tay thưa thánh nữ rằng xin thánh nữ hãy trở về chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu, qua lắm nữa tội nữ duyên đế lợi. Nửa sanh lên cõi trời đến nay đã 3 ngày rồi, nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận vì mẹ mà sắm sửa lễ vật tu tạo phương lành cúng dường chùa tham. Thờ đứng giá hoa đình từ tại vương Như Lai, chẳng phải chi riêng thân màu của Bồ Tát đang thoát khỏi địa ngục mà ngày đó những tội nhân vô gián cũng đều được vui vẻ đồng đẳng tháng sanh cam. Nói xong quý vương chắp tay chào thánh nữ mà cáo lui. Bây giờ thánh nữ dường chim bao chẳng tin rõ biết việc đó, rồi bèn đổi trước pháp tướng của Đức Giang Hoa Đình tự tại vương Như Lai mà phán thề nguyện rộng lớn rằng: Tôi nguyện từ nay nhận đến đời vì là những chúng sanh mang phải tội khổ thì tôi lầm ra nhiều phương chưa làm cho chúng đó đường giải thoát. Đức Phật báo ngài văn thù sư lời rằng: Quý vương vô đồng trướng đó nay chính ông tài thú Bồ Tát, còn thánh nữ Bà La Môn đó nay là Địa Tạng Bồ Tát. Vậy kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện
Phần thần tập hồi phẩm thứ hai hóa thân cùng quyên thừa lùng đó phân thân Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục trăm nghìn muôn ứng bấn cả tư bấn cả nghìn. Bấn khả lượng bấn khả thuyết vô lượng vô số thế giới đều đến hồi hòm tại cung trời đạo lợi do nhờ thần lực của Như Lai phần thân đó hiện với những chúng đã được giải thoát ra khỏi chốn nghiệm đạo ở mười phương cũng đều đông đến cho nghìn muôn ơn na do tha đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật nhưng chúng cùng đến với phần thân đó thầy đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát giao hoan làm cho trụ nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác trọn không còn thôi chuyện như chúng sinh đó từ kiếp lâu xa đến nay trôi lặn trong vòng sanh tử trong sâu đường chiều những điều khổ sơn. Không có lúc nào tạm ngừng nhớ nhớ lòng từ bi lớn và thế nguyên sâu dày của Ngài Địa Tạng Bồ Tát nên ta cả đều chứng được đạo quả đại chúng đó khi đã đến cung ở trời đạo lời. Lòng họ vui mừng hân chim ngưỡng đứng Như Lai mắng nhìn mãi không rời đứng Như Lai an ủi quỳ tháng bây giờ Đế Tôn giờ tay sáng vàng xoa đảnh của hóa thân Địa Tạng Đại Bồ Tát. Trong trăm nghìn muôn ứng bơ khả tư bấn khả nghì bấn khả lượng bơ khả thuyết vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng ta ở trong đời an ngũ trượt và hòa nhưng chúng sanh càng cường như thế làm cho lòng chúng nó đều phục bỏ tà về chánh. Nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần chúng sanh quen theo tánh ác muôn đồ chúng đó ta cùng phân nghìn trăm ức thân làm ra nhiều phương chứa trong chúng sanh đó hoặc có người căn tánh sáng lèn. Nghe pháp của ta thời liền tinh nhận hoặc có người phải ân cần khuyên ba mới thành tựu được thiện quả hoặc có kẻ vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tinh ngưỡng mộ. Ta vâng ra nhiều thần đó thoa những hàng chúng sanh mỗi mối sai càng như thề hoàng hiện ra thân trai hoàng hiện ra thân gái hoàng hiện ra thân trời rồng. Hoàng hiện ra thân quế thần, hoàng hiện ra rừng núi sông ngòi ao rành suối làm lợi ích cho mọi người để rồi đồ họ đường giải thoát. Hoàng hiện ra thân thiện đế, hoàng hiện ra thân trời phạm vương, hoàng hiện ra thân vua chuyến luân, hoàng hiện ra thân quốc vương. Hoàng hiện ra thân cư sĩ, hoàng hiện ra thân tế phụ, hoàng hiện ra thân khang hàng quang thùa, hoàng hiện ra thân tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di. Nhân đến hiện ra những thân thanh văn là hán binh chi
Phật và Bồ Tát để hóa độ chúng sanh, chớ chẳng phải chỉ có thân Phật hiện ra trước chúng thôi đâu. Địa Tạng ông xem ta đã trải qua bao số kiếm nhọc nhằn đo thoáng, nhưng chúng sanh căn cường đầy tội khổ khó khai hóa như thế. Ngoài ra những kẻ chưa điều phục được thời phải theo nghìn thọ bao. Nếu khi chúng đó có bị đọa vào đường dữ chịu nhiều sự thông khổ, thời ông nên nghĩ nhớ ta ở cung trời đạo, lời ân cần phó chúng đây mà gắn đô chúng sinh, làm cho chúng sanh trong cõi ta bà này. Đền luận Phật Di Lặc ra đời đều đặng giải thoát khỏi hẳn các điều khổ gặm, và đưa Đức Phật thọ ký bây giờ những hoa thân. Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới hiểm chung lại một hình, trời lễ thương cám mà bành cung đứng phân rằng từ số kiếm lâu xa đến nay con nhờ Đức Thế Tôn tìm đồ dân diệu làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bằng đầy đủ trí huệ rộng lớn. Còn vân hiện thân hình ra có cùng khắp trăm nghìn muôn ứng hằng hà sa thế giới, trong mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn ứng thần, mỗi thân đó hóa độ trăm nghìn muôn ức người, làm cho quy kính ngồi tạm bao coi hắn vòng sanh tướng vui niên bàn. Nhưng chúng sanh nào ở nơi phần pháp chỉ làm việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một bụi nhỏ, hoàng chỉ bằng chừng mấy lòng tông con đều đo thoáng lần lần, làm cho chúng đó đường lợi ích lớn. Cuối mong đơn như lai trở về những chúng sanh a nghiệp trong đời sao mà sanh lòng lo lắng. Cuối mong đơn như lai trở về những chúng sanh a nghiệp trong đời sao mà sanh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bành cùng đừng Phật ba lần như thế lúc Đức Phật khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Hay thay, hay thay, ta hỗ trợ cho ông được toại nguyện từ kiếp lâu xa đến nay, thường phá nguyện rộng lớn cứu độ tất cả chúng sinh. Xong rồi thời ông liền chứng quả Bồ Đề. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bồ Nguyện Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên Phẩm Thứ Ba Phật Mẫu Thứ Hồi Lúc Đó Đứng Phật Mẫu Là Bà Ma Gia Phu Nhân Chấp Tay Cùng Kính Mà Hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát: Thành giả chúng sanh trong cõi diêm phù đề, ta nghiệm sai khá cam thọ qua báo ra thế nào? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Trong nghìn muôn thế giới cho đến quân độ hoặc nơi thời có địa ngục, nơi thời không địa ngục hoặc nơi thời có hàng nữ nhân, nơi thời không có hàng nữ nhân hoặc nơi phần pháp
tâm nơi thời không phân pháp nhân đến bừng thanh văn và binh chi Phật vân vân. Cùng sai cá như thế chớ chẳng phải riêng tội báo nơi địa ngục, sai cá khỏi đau bà ma gia phu nhân lại bành cùng Bồ Tát rằng tôi muốn nghe tội báo trong mong ngài lòng nghe nhận lấy tôi sẽ lường nói việc đó thanh mơ bành rằng xin thanh giá nói cho Bồ Tát thuần bây giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa thánh mau rằng danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diêm Phù Đề như dưới đây như có chúng sanh chẳng hiểu thảo với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ kẻ đó phải đó vào vô gián địa ngục mai đến nghìn muôn ứng kim. Không lúc nào mà ra khỏi đường như có chúng sanh nào có lòng an mà thân phận bị thương chay máu kinh che ngồi tạm ba chán kinh kinh điển cũng phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn kiếp không khi nào ra khỏi đường. Hoàng có chúng sanh xâm tổn của thượng trụ phạm tăng ni hoàng thứ tình làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiền hoàng chia hoàng ai như chúng sanh đó phải đọa vào vô gian địa ngục. Trong nghìn muôn kiếp không lâu nào mong ra khỏi đường như có chúng sanh gia làm thầy sa môn kỳ thơ tâm chẳng phải sa môn làm dùng của thường trụ trai phạm giới luật gàn gấm hàng bành y. Tạo nhiều điều tôi ác người như thế phải đọa vào vô gian địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không khi nào mong ra khỏi đưa hoàng có chúng sanh trộm cắp những tài vật lúa gạo đồ ăn uống y phục vân vân của thường trụ cho đến không cho mà lấy mồ và kẻ đó phải đọa vào vô gian địa ngục trong nghìn muôn kiếp không lâu nào mong ra khỏi đường. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng thanh mẫu nếu có chúng sanh nào phạm nhưng tội như trên đó thời phải đọa vào địa ngục ngũ vô gián cầu tam ngừng sự đau khổ chừng quán một niệm cũng không được bà ma gia phu nhân lại bành cùng Địa Tạng Bồ Tát thế nào gọi là vô gián địa ngục. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng thánh mẫu bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thiêu Vi lớn có 18 chỗ thư kê đón 500 chỗ danh hiệu đều riêng khác nhau thư kê lại có 1000 danh hiệu cũng đều riêng khác nhau. Nói về địa ngục vô gián đó giam vòng ngục thành hơn 80 dặm thành đó thuần bằng xa cao đến 1000 dặm lửa cháy trên thành không có chỗ nào hở trống trong ngục thành đó có các nhà ngục liên tiếp nhau đều có danh hiệu sai khác.
Riêng có một sở ngũ tên là vô gián ngục này, châu vi một muôn tám nghìn dặm, tường ngũ cao một nghìn dặm, toàn bằng sáng cá lửa cháy hừng hở, suốt trên xuống dưới trên tường ngục răng sáng cho sắc phùng lửa đuổi nhau. Chạy bên này sang bên kia trong ngộ có giường rộng khám muôn dăm, một người thọ tôi thời tự thấy thân mình nằm đầy trần cả giường đến nghìn muôn người thọ tôi cũng đều tự thấy thân của mình nằm chật cả trên giường. Đó là do vì những tội nghiệp đã tạo ra nó cảm vời như thế, lại những người tội chịu đủ sự khổ sở trăm nghìn quy và xoa cùng với loài an quý răng nanh bên nhọn giường gươm cặp mắt trôi sáng như chớm nhoan. Mong tài cơn như đồng móng ruộng bầm chàng lại có quý và xoa khá cầm chia lớn bằng sắn đâm vào mình người tôi, hoặc đâm trúng miệng mũi hoặc đâm trúng bụng lưng rồi. Người tội lại có răng xa cắn đầu người tội nơi lòng đó khắm mà trong thân. Thề đều lấy đinh dài đông xuống giường kéo lưới ra rồi cài bừa trên đó lôi kéo người tội nước đồng đó vào miệng dây sang nông đó quăng lấy thân người tội một ngày một đêm lần chết muôn lần sống lại. Do về tội nghiệp mà cam lấy như thế trải qua ứng kiếp không lúc nào mong ra khỏi đưa lúc thế giới này hư hoài thời sanh nhờ qua địa ngục mê thế giới khá lúc thịt. Dời càng đó hư hoài thời lại sanh vào cõi khác nữa, lúc cõi càng đó hư hoài thời cũng xoay vân sanh vào cõi khác. Đến khi thế giới này thành xong thời sanh trở về thế giới này, nhưng sự tội báo trong ngục vô gián như thế đó lại địa ngục đó, do có năm điều nghiệp cảm nên kêu là vô gián. Năm điều đó là những gì? Một tội nhân trong đó để chi chiều có ngày lẫn đêm cho đến trải qua số kiếp không lúc nào ngừng ngơ nên gọi là vô gián. Hai một người tôi thân đầy chật cá ngục, nhiều người tôi môi môi thần cũng đều đầy chất cá ngục nên gọi là vô gián. Ba những khi cô đề hành hình tôi nhớn như chia ba gầy diều hầu răng soi cho cối già cối sai cưa đục vào mang cháo dầu sôi. Lười sáng dây sáng lừa sáng ngừa sáng giá sống niệm đầu nước sáng nông rưới thân đôi thời ăn hoàng sắc nông khác thời uống nước sắc sôi từ năm tròn kim đến vô số kim. Nhưng sư khô sở nói nhau luôn không mò dây ngừng nên gọi là vô gián. Bốn không luân là trai hay gái mượn mang mọi đời già trẻ sang hẹn, hoặc là rồng là trời hoặc là thân là quỷ.
Thề gây tội ác theo đó mà cam lấy, ta ca đều đồng chịu khổ nên gọi là vô gian. Năm nếu người nào bị đọa vào địa ngục đó, thời từ khi mới vào cho đến trăm nghìn kiếp, mỗi một ngày đêm muôn lần chết muôn lần sống lại, muốn cầu tạm ngừng chừng quán một niệm cũng không đặng. Trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới đăng thọ sanh, do vì lẽ liên miên mãi nên gọi là vô gián. Ngài Địa Tạng Bồ Tát Thưa Thánh Mẫu rằng, nói sơ lương về địa ngục vô gián như thế. Nếu nói rộng ra thời tên của những khi cụ đề hành tội cùng những sự thông khổ trong địa ngục đó, giờ nên xuống mô kia cũng không thể nào nói cho hết đường. Bà Ma Gia Phu Nhân nghe Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói xong, không xiên lo rầu mà chắp tay đánh lễ Bồ Tát mà lùi ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện nghiệp cam của chúng sanh phẩm thứ tư. Bồ Tát vẫn chỉ lúc đó Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bành cùng Đức Phật rằng: Bạn Đơ Thế Tôn, con đường sơ hoài thần của Đức Như Lai nên chia thân hình này ở khắp trăm nghìn muôn ước thế giới để cứu vớ tất cả chúng sinh bị nghiêm bao. Nếu không nhờ sơn đại từ của Đức Như Lai, thời chẳng có thể biến hóa ra như thế. Đường này còn lại được Như Lai phó chúc, từ nay đến khi Ngài A Dật Đa thành Phật làm cho chúng sanh, trong sáu đường đều đặng đô thoát sinh. Vâng bàn Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chớ lo, bây giờ đứng phần báo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, những chúng sanh mà chưa được giải thoát tánh thức của nó không định, hệ quyền làm dư thời kế thành nghiệm bao dư, con quyền làm lành thời kênh thành quá bao lành, làm lành cũng làm dư tùy theo cánh duyên mà sinh ra lăng mãi trong năm đường không lúc nào tạm ngừng ngân. Mẹ làm chương nặng trai đến kiếp số nhiều như vi trần, vi như loài cá bơi lội trong lưới theo dòng nước cháy thoáng hoang tam đường ra rồi lại mắng vào lưới. Vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sanh đó. Đời trước ông Trôn đã làm nguyện trái qua nhiều kiếm phá thế rộng lớn, đền ca chúng sanh bị tội khổ. Thời ta còn lo gì định từ tại vương bành hoi, khi Đức Phật dạy lời như thế xong, trong phạm môi có vị Đại Bồ Tát hiệu là Định Từ Tại Vương ra bánh cùng đứng phần rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ nhiều kiếm đến nay Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã phát thệ nguyện gì mà nay đưa Đức Thế Tôn ân cần người khen như thế? Cuối mong Đường Thế cho bây giờ Đức Thế Tôn bao ngài Định Từ Tại Vương Bồ Tát lắng nghe lòng nghe. Phải khe suy xén đó ta sẽ bị ông mà giải bày rõ ràng. Ông vua
nước lân cận vô lượng vô số na do ta bằng khá kia kim về thuở trưởng lúc đó có đứng phần ra đời. Hiểu là như thiết kế thành tựu như lai ứng cung chánh biên trì minh hành tung thiền thế thế gian giải vô thường sĩ điều ngữ trường phu thiên nhân sư phận thế tôn. Đừng phần đo thọ sáu muôn kiếp khi ngài chưa xuất gia thời ngài làm vua một nương nhỏ kia kênh bàn cùng với vua nước lân cần hai vua đồng thành hàng mười hành lành làm lợi ích cho nhân dân. Nhân dân trong nước lân cận đó phần nhiều tạo những viên án hai vua cùng nhau bàn tính làm những phương chương đế danh diệu dân chúng ấy một ông phán nguyện tôi nguyện sám thành phần. Sẽ độ dân chúng ngay làm cho đều được giải thoát không còn thừa một ông pha nguyện như tôi chăng trước độ những kẻ tội khổ làm cho đều đắng an vui chứng quả bồ đề thời tôi nguyện chưa chịu thành phần. Đừng phán bao ngài định từ tại vương Bồ Tát ông vô pha nguyện sám thành phần đó chính là đức như thiên tri thành tựu như lai còn ông vua pha nguyện đồ chưa hết những chúng sinh tội khôn. Thời chưa chịu nguyện thành phấn đó chính là ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vây quang mục cứu mê lại vô lượng vô số kim về thuở trưởng có đức phận ra đời hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai. Đừng phần đó thọ 40 kiếp trong thời mạng pháp có một vị là hạng phước đứng cứu độ chúng sanh nhân vì đi tuần tự giao hóa mọi người. Là hán gặp một người nữ tên là Quang Mông, nàng này sanh sữa đồ ăn cúng dường là hán. Là hán thọ cúng rồi hỏi nàng muốn những gì, Quang Mông thưa rằng: Ngài thân máu tôi phước tôi làm việc phước thiện để nhờ đó mà cứ vơ thân máu tôi chẳng rõ thân máu tôi tha sanh vào đường nào. Là hắn nghe nói cảm thương bèn nhập định quan sang. Thời thầy ba mẹ của Quang Mông đọa vào chốn địa ngục rất là khổ sở. Là hắn hỏi Quang Mông rằng thân máu người lúc sanh tiền đã làm những hành nghiệp gì mà nay phải đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở như thế. Hoàng Mộng thưa rằng ngài còn sống thân máu tôi chỉ ưa ăn thịt loài cá tranh phần nhiều là hay ăn cá con và tranh con hoàng chiên hoặc nấu tha hồ mà ăn cho thỏa mãn. Nếu tình đêm số cá tranh của người đã ăn thời đến hơn nghìn mùa xin tổng gia thương xó chỉ dạy phải làm cánh nào để cứu thân mẫu tôi là xót thương bèn dạy phương trước ngài khuyên Quang Mục rằng người phải đem lòng chỉ thành mà niệm đức thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai và vế đam hình tương đứng
phận thời kẻ còn cùng người mang đều đưa phước lợi quang mùng nghe xong liền xuất tiền con. Hòa thượng Phật Ma Tha cũng nàng lại đem lòng cung kính không than chim ngưỡng đánh lệ thượng Phật đem đó nàng chim ba thấy thân của Đức Phật sáng vàng sáng chói như hòn núi Tu Di. Được hòa phong ánh sáng mà bao quang mung rằng chẳng bao lâu đầy thân mẫu người sẽ thắng sanh vào trong nhà của người khi vừa biết đói lánh thời liền biên nói. Sau đó đưa tới gái trong nhà sanh một đứa con trai chưa đầy ba ngày đã biến nói trẻ đó buồn khóc mà nói với quan mùng rằng nghiệp duyên trong vòng sanh tứ phải tự lãnh lấy quả báo tôi là mẹ của người. Lâu nay ở chốn tôi tâm từ khi bên biển người tôi phải đọa vào đại địa ngục nhờ phước lực của người nên nay được họ sanh làm kẻ hà tiện lại thêm số mạng ngắn ngủi năm 13 tuổi đây sẽ đọa vào địa ngục nương. Người có phương thế gì làm cho tôi được thoát khỏi nỗi khổ sở nghe đứa trẻ nói quang mùng bia chẳng là mẹ mình nàng nghẹn ngào không lóc mà nói với đứa trẻ rằng đã là mẹ của tôi thời phải tự biết tội của mình đã gây tạo hành nghiêm chi mà bị đọa vào địa ngục như thế đứa trẻ đáp rằng do hai nghiệp giết hại vật để che bài mắng giếng mà tỏ bao không. Nếu không nhờ phương đưa của người cứu nạn cho tôi thời cứ theo tôi nghiệm đó vẫn còn chưa được hòa khổ quang mong hỏi rằng những việc tôi báo trong địa ngục ra làm sao. Đưa trẻ đám rằng những việc tôi có nói ra càng bấn những giờ đến trăm nghìn năm cũng không thuần hơn được quan một nghe xong than không rơi lệ mà bánh cùng giữa hư không rằng nguyện cho thân máu tôi thôi hẳn địa ngục khi mãn 13 tuổi không còn có trong tôi cũng không còn đọa vào an đạo nữa xin chư Phật trong mười phương thương xó chứng minh cho tôi vì mẹ mà tôi phán nguyện rộng lớn như vậy. Như thân máu tôi khỏi hắn chôn tam đồ bà an hà tiếng cùng thân gái cùng kiếp không còn thò những qua bao sau đó nữa tôi đối trước tượng của Đức Thanh Tịnh liền hoa mục như lại ma phá lời nguyện rằng từ ngày nay nhấn về sau đến trăm nghìn muôn ứng kim. Trong những thế giới nào mà các hàng chúng sanh bị tôi khổ nơi địa ngục cùng bán đạo tôi nguyện cứu vớt chúng sanh đó làm cho tất cả đều thoa khỏi chốn ám đạo. Địa ngục súng sanh và ngã quỷ vân vân những kẻ ma phải tội bao như thế thành phần cả rồi vậy sao tôi mới thành bờ chánh giác quang một phán nguyện đó xong. Liền nghe tiếng của đứa và thanh tịnh liên hoa mộng như lá dây rằng này quang mục nhà ngươi đã
chẳng có lòng tự mẫn vì mẹ mà phán ra lời thề nguyện rộng lớn như thế thật là hay lắm. Thà quan xa thấy mẹ nhà ngươi lung mãng 13 tuổi khi bỏ báo thân này sẽ tha sanh làm người phạm chi sống lâu trăm tuổi sau đó vãng sanh về cõi nước vô ước sống lào đến cho không thể tin kể sao trốn sẽ thành phần độ nhiều hạng người. Trời cho đông như số ca song hàng đơ phần ba ngày định tơ tái vương Bồ Tát rằng vì là hán phơ lanh độ quang một thòa đó chính là vô tận ý Bồ Tát. Thần mô của Quang Mùng là Ngài Giải Thoát Bồ Tát, còn Quang Mùng Thời là Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Đây vậy trong nhiều kiếp lâu xa về trước, Ngài có lòng tự mẫn phán ra hằng hà xa số lời thề nguyện. Đồ khâm chung sanh như thế trong đời sao như có chung sanh không làm lành mà làm ác nhân đến kế chẳng tin luật nhân quả kế ta dâm vòng ngữ kế lưỡng thiện án có kế hủy bán đại thường. Nhưng chúng sanh có tội nghiệp như thế chẳng phải bị đọa vào ẩn đạo, nếu gắm đường hàng thiên tri thức khuyên ba quỷ với Ngài Địa Tạng Bồ Tát chừng trong khoan khai mong tay. Nhưng chúng sanh đó liền đặng thoát khỏi ba khổ nơi ba ăn đạo, nếu người nào có thể quy kính và chiêm ngưỡng đánh lễ người khiêm cùng dân cung những y phục đồ ăn và cuốn các thư trần bao. Thời người đó trong trăm nghìn muôn ứng kiếp sao thường nghe coi trời hương thọ sự vui tăng nhiều hòa lung vừa trời hên sanh xuống chốn nhân gian vẫn còn thường làm vị đế vương trong trăm nghìn kiếp. Lại nhớ được cội ngàn nhân quá trong căn đời trước của mình này định từ tại vương ngài Địa Tạng Bồ Tát có sức ngoài thần đơn lớn không thể nghĩ bàn nhiều sự lợi ích cho chúng sanh như thế. Cả ngon nhân bừng Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này, họ tuyên truyền lưu bố rộng ra ngay đến từ tại vương bánh Đức Phật rằng bành Đức Thế Tôn xin Phật chớ lo nghìn muôn ứng đại Bồ Tát chúng con đều có thế nương oai thần của Phật mà tuyên lưu rộng kinh này nơi cõi diêm phù đề để cho lợi ích chúng sanh. Ngài định từ tại vương Bồ Tát bạch với Đức Phật xong bèn cùng kinh chắn tay lê Phật mà lùi ra. Tứ Thiên Vương hỏi Phật bây giờ bốn ông Thiên Vương đồng từ chỗ ngồi đứng dậy cùng kinh chắn tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bành Đức Thế Tôn Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ kiếm lâu xa nhân lại đã phá nguyện rộng lớn như thế, tại sao ngày nay mà vẫn độ chưa hên?
Ngài lại còn phải phát lời nguyện rộng lớn nữa, cuối mong Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ Đức Phật ba bốn vị thiên vương rằng hay tai ấy tai nay vì muốn được sự lợi cho chúng sanh. Ta về các ông cùng chúng thiên nhân ở hiện tại và về lai mà nói những sư phương tiện của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong đường sanh tử nơi diêm phù đề ở ta bà thế giới này. Vì lòng từ mẫn thương con mà cứu mơ độ thòa tăng ca chúng sanh mang phải tội có bốn ông thiên vương bành rằng vâng bành Đức Thế Tôn chúng con muốn được nghe phương tiện giáo hoang. Trờ vàng ba bốn ông thiên vương rằng từ kiếm lâu xa nhận đến ngày nay Ngài Địa Tạng Bồ Tát đô thoa chúng sanh vẫn còn chưa mãn nguyện Ngài thương xót chúng sanh mang tội khổ đời này. Lời quan sát vô lượng kiếp về sao tội khổ cứ lấy dây mãi không dưng vì lẽ đó nên Ngài lại phát ra lời trọng nguyện Địa Tạng Bồ Tát ở trong cõi diêm phù đề nơi thế giới ta bằng. Dùng trăm nghìn muôn ngữ phương tiện chưa để giáo hóa chúng sanh này bốn ông thiên vương Ngài Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sáng hai loài sanh và thời dạy rõ qua bao vi ương lụy đời trước mà phải bị chân yêu. Nếu gặp kẻ trộm ma cấm thời Ngài dạy rõ qua bao nghèo khốn khổ sợ. Nếu gặp kẻ tà dâm thời Ngài dạy rõ qua bao làm chim xe xe bồ câu uyên ương. Nếu gặp kẻ nói lời thô ăn thời Ngài dạy rõ quá bao uyên thua kình chống nhau. Nếu gặp kẻ hay khinh chê thời Ngài dạy rõ quá bao không lời miệng lỡ. Nếu gặp kẻ nóng giận thời Ngài dạy rõ quá bao thân hình sâu xí tàn tần. Nếu gặp kẻ bon sen thời Ngài dạy rõ quá báo cầu muốn không đưa toại nguyện. Nếu gặp kẻ buồn lùng săn bắn thời Ngài dạy rõ quả báo kinh hải điên cuồng mất mang. Nếu gặp kẻ trái nghịch cha mẹ thời Ngài dạy rõ qua báo trời đấng tru lòng. Nếu gặp kẻ đốn núi rừng có cây thời Ngài dạy rõ qua báo cuồng mê đến chân. Nếu gặp cha mẹ ghé ăn ở động thời Ngài dạy rõ qua báo tha sanh trở lại hiền. Đời bị roi vò méo gầm kẻ dùng lưới bắt chim non. Thời Ngài dạy rõ quá báo con nhu chia lìa. Nếu gầm kẻ huy bán tam bảo thời Ngài dạy rõ quá báo đuôi đĩa cầm ngồng. Nếu gặp kẻ kinh chê vào pháp thời Ngài dạy rõ quả báo ở mai trong an đạo. Nếu gặp kẻ làm phá của thượng trụ thời Ngài dạy rõ quả báo ức kim luân hồi nơi địa ngục. Nếu gặp kẻ ô nhục người hạnh thánh tinh và vô bản tăng già thời Ngài dạy rõ qua bao ở mái trong loài súng sanh. Nếu gặp kẻ dùng nửa sôi hay lửa chém chẳng giết hại sinh vật
Thời ngày dạy ra quá ba phải luân hồi thường mang lớn nhau nếu gầm kề pha giới phàm trai. Thời ngày dạy ra quá bao cầm thu đôi càng nếu gầm kề phung phi pha tồn của cái một cách phi ly. Thời ngày dạy ra qua báo tiêu dùng thiếu hụt nếu gầm kẻ tao ta kêu màn công cao. Thời ngày dạy ra qua báo hèn hạ bị người sai khiến nếu gầm kẻ đâm trọng gây gỗ. Thời ngày dạy ra qua báo không lưới hay trăm lưới nèo gầm kê ta kiến mê tinh. Thời ngày dài ra qua báo thọ sanh vào chôn héo lăng nhưng chúng sinh trong coi diêm phù đề từ nơi thân cầu y tạo a kên qua trăm nghìn muôn sự bao ứng như thêm. Này chỉ nói sơ lượng đó thôi nhưng nghiệp cảm sai khác của chúng sanh trong chốn diêm phù đề như thế. Địa Tạng Bồ Tát dùng trăm nghìn phương chương để giáo hòa đó những chúng sanh ấy trước phải chịu lấy căn quả bao như thế. Sao lại đoa vào địa ngục trải qua nhiều kiếp không lúc nào thoát khỏi. Vì thế nên các ông là bừng hồ về người cũng bao trở coi nướng chờ để những nghiệp chướng đó nó làm mê hoặc chúng sanh. Bọn ông thiên vương nghe xong rơi lệ than thở chăm tay lễ phần mà lùi ra kinh. Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện quyển thường hết bốn nguyện Địa Tạng đao lời thiên cung. Thần thông hiện hóa độ quận mong đời ngũ trừa khó thông chúng sanh càng cường hàm vui khổ vô cùng. Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Bồ Tát. 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 Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện danh hiệu của địa ngục. Phẩm thứ năm Phổ Hiền hàng hội lung đó ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng thưa nhân giả sinh ngài vì trời rộng ban bố và tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vì chỗ thọ báo của hạng chúng sanh về tội khổ ở trong cõi ta bà cùng diêm phù đề này và nói những sự về qua báo không lành làm cho chúng sanh trong thời mạng pháp về sau này biết rõ những quả bao đó ngài Địa Tạng Bồ Tát nam rằng thưa nhân giả này tôi nương oai thần của đức phật cùng oai lực của ngài mà nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sự về tội bao và thưa nhân giả phương đông của diêm phù đề có dạy nói thân là thiên huy
đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Nhãn, lại có địa ngục tên là Đại A Tỳ, lại có địa ngục tên là Tứ Giang, lại có địa ngục tên là Phi Đạo, lại có địa ngục tên là Hoa Tiên, lại có địa ngục tên là Giám Sơn, lại có địa ngục tên là Thông Thương, lại có địa ngục tên là Thiên Xa, lại có địa ngục tên là Thiên Sàng, lại có địa ngục tên là Thiên Ngương, lại có địa ngục tên là Thiết Hy, lại có địa ngục tên là Thiên Nhân, lại có địa ngục tên là Thiên Lư, lại có địa ngục tên là Dương Đồng, lại có địa ngục tên là Báo Trụ, lại có địa ngục tên là Lưu Hóa, lại có địa ngục tên là Cành Thiền, lại có địa ngục tên là Tỏa Thủ, lại có địa ngục tên là Thiêu Cương, lại có địa ngục tên là Đạm Nhãn, lại có địa ngục tên là Thiên Hoàng, lại có địa ngục tên là Tránh Luận, lại có địa ngục tên là Thiên Thù, lại có địa ngục tên là Đa Sơn, ai Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân giả, trong dãy núi Thiêu Phi có những địa ngục như thế số nhiều vô hạn, lại có địa ngục Kiều Oán, địa ngục Bạn Thiệt, địa ngục Phân Yêu, địa ngục Đông Phó, địa ngục Hoa Thượng, địa ngục Hoa Câu, địa ngục Hoa Mã, địa ngục Hoa Ngưu, địa ngục Hoa Sơn, địa ngục Hoa Thành, địa ngục Hoa Sàng, địa ngục Hoa Lương, địa ngục Hoa Hưng, địa ngục Cư Nhà, địa ngục Bán Bì, địa ngục Âm Huyết, địa ngục Thiêu Phú, địa ngục Thiêu Cương, địa ngục Đạo Thánh, địa ngục Hoa Ốc, địa ngục Thiên Ông, địa ngục Hoa Lan, những địa ngục như thế, trong đó mỗi ngục lớn lại có những ngục nhỏ hoặc một hoặc hai hoặc ba hoặc bốn, nhân đến trăm nghìn, trong số đó danh hiệu đều chẳng đồng nhau. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với Ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, đó đều là do chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề làm những điều ác, mà tùy nghiệp chịu cảm ra những địa ngục như thế, nghiêm lực rất lớn, có thể sanh với núi Tu Di, có thể sâu vườn biển cam, có thể ngăn đạo tánh. Vì thế chúng sanh chớ kinh địa quay nhỏ mà cho là không tội, sau khi chết đều có quả báo, giàu đến mấy muôn đều phải chịu lấy. Chỉ thần như cha với con, mỗi người cũng theo nghiệp của mình mà đi khẳng đường, dầu cho có gặp nhau cũng
chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau. Này tôi nương hoa lực của Đức Phật mà nói sơ lược những sự tội báo nơi địa ngục, trong mong nhân giả tạm nghe lời đó. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát nam rằng dầu từ lâu tôi đã rõ tội báo nơi ba đường ăn đào rồi, nhưng tôi muốn nhân giả nói ra để làm cho tăng ta. Chúng sanh có tâm hành á trong đời mà pháp sau này nghe đường lời dạy của tội báo trong địa ngục. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân giả, những sự tội báo trong chốn địa ngục như vậy, hoặc có địa ngục kéo lưới người tội ra mà cho trao cài trên đó, hoặc có địa ngục mỗi tim người tội để cho quý nhà xóa ăn, hoặc có địa ngục và cho sôi sùng sục nấu thân người tội, hoặc có địa ngục đó con đồng cháy đó rồi băng người tội ôm lấy, hoặc có địa ngục từng bừng lửa lớn bay tắm vào người tội, hoặc có địa ngục toàn ca thuần là băng giá, hoặc có địa ngục đầy vô hạn đồ phân tiêu, hoặc có địa ngục lao gai trong sáng, hoặc địa ngục rất nhiều dạo lửa, hoặc có địa ngục chỉ đầm vai lưng, hoặc có địa ngục chỉ đốt chân tay, hoặc có địa ngục cho rằng sắm quân căn, hoặc có địa ngục xua đuổi cho săn, hoặc có địa ngục đông ít lừa săn. Nhường ra những quả báo như thế trong mồi mồi ngục có trăm nghìn thư khí cụ để hành hình đều là bằng đồng, bằng sáng, bằng đá, bằng lửa, bốn loại khí cụ này do các hành nghiệm quay của các chúng sanh mà cảm vời ra. Nếu tôi thuần rõ cả những sự về tôi báo ở địa ngục, thời trong mỗi ngục lại còn có trăm nghìn thứ khổ sao, chỉ là nhiều ngục này tôi nương xứng ngoài thần của Đức Phật. Và vì nhân giả hỏi mà nói sơ lương như thế, nếu nói rõ cả thời kim cũng nói không hết. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện Như Lai tán thán: Phạm thư xa phần phóng qua dặn ba lúng đó khắp thân của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn soi khắp đến trăm nghìn muôn ưng hằng hà sa coi nữa của chư Phật trong ánh sáng đó vang ra tiếng lớn bao. Thao ca coi nữa của chư Phật rằng tất cả hàng đại Bồ Tát và trời rộng quý thần vân vân lòng nghe hôm nay ta khen người rao bài những sự của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong mười phương thế giới. Hiện ra sơ từ bi hoài thần không thể nghĩ bàn, để cứu giúp tất cả tội khổ chúng sanh sau khi ta diệt.
diện độ tại hàng Bồ Tát Đại Sĩ Căn Ông. Cùng với trời rộng quê thần văn văn nên dùng nhiều phương trước để gìn giữ kinh này, làm cho tất cả mọi loài chúng sanh đẹp khỏi tất cả sự khổ mà chứng cảnh vui niên bàn. Phổ Quang Bồ Thưa Thịnh nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quang cũng kính chấp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Con nay nghe Đức Thế Tôn người khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát có đứng ngoài thần rộng lớn không thể nghi bàn, như thế trong mong Đức Như Lai lại vì những chúng sanh trong thời ma pháp sau này mà tuyên nói ca sự nhân quả của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm lợi ích cho hàng trời người, làm cho hàng trời rộng ban bố và chúng sanh trong đời sau kính vâng lời của Đức Phật. Bây giờ đứng thế con bao Ngài Phổ Quang Bồ Tát cùng trong cử chúng rằng: lắng nghe ta sẽ vì các ông nói lường về những sự vương đức của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm lợi ích cho người cùng trời. Ngài Phổ Quang bánh vân rằng: Vâng bánh Đức Thế Tôn, chúng con xin hàm muốn nghe phần dạy sự lợi ích Đức Phật bao Ngài Phổ Quang Bồ Tát. Trong đời sao như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào nghe được danh hiệu của Địa Tạng Đại Bồ Tát, hoặc là chấp tài, hoặc là người khen, hoặc là đánh lễ, hoặc là luyến mộ người, đó sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp. Này Phổ Quang, như có kẻ thiện nam hay người thiện nữ nào hoặc là hòa vế hình tương của Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chừng một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, người đó sẽ được sanh lên cõi trời đáo lợi 100 lần, không còn phải vì xa đọa vào an đạo nữa. Vì dầu ngày kia vừa trời đã ấn mà sanh xuống nhân gian cũng vẫn làm vì quân vương, không hề mẫn sự lời lớn khỏi nữ thân. Như có người nữ nào nhàm chán thần gái hết lòng cung dường tượng vẽ của Địa Tạng Bồ Tát, và những tượng cân bằng đấng đa keo sơn đồng xa phấn vân, ngày ngày thường đêm hoa hương đồ ăn đồ lụa tràng phan tiền bằng, vần báo vần vần cũng vừa như thế mãi không thôi. Người thiện nữ đó sau khi mang một thân gái hiện tại thôi đến 100.000 muôn kiếp còn không sanh vào cõi nữ, có người nữ huống nữa là thọ thân gái. Cứ khi bị lòng tự phá nguyện cần phải thọ thân gái để độ chúng sanh, nương nơi phước cúng dường Địa Tạng Bồ Tát và sơ công đức đó trong 100.000 muôn kiếp chẳng còn thọ thân người nữ lại nữa. Thân xin đem lại nữa này Phổ Quang Bồ Tát, nếu có người nữa
chàng thân xấu thi và nhiều bệnh tật đến nơi trước tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát Chí Tâm. Chìm ngựa đánh lễ chừng cao quang mòn bữa ăn, người nữ đó trong nghìn vàng kiếm thọ sanh được thân hình tướng mạo xinh đẹp không có bệnh tật. Người nữ sao chỉ đó nếu không nhàm thân gái thời trăm nghìn muôn ứng đời thường làm con gái nhà vua cho đến làm vương phi dòng dõi nhà quan lớn cùng con gái các vị đại trường gia tướng màu đoan trang xinh đẹp. Nhờ vì có lòng chí thánh chiêm ngưỡng đánh lên tướng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà đặng phước như thế quý thần hộ về lại nữa nay vô quang. Như có người thiên nam người thiên nữ nào có thể đối chưa tướng của Địa Tạng Bồ Tát mà trôi ca thứ chi mà ca tiếng người dùng hương hoa cúng dường cho đến khuya hoa được một người hay nhiều người những hàng người đó ở trong đời hiện tại cùng thoa về lại sao thường đưa trăm nghìn vị quý thần ngày đêm theo hồ về còn không cho những việc hung dữ đến tai người đó huống là để cho người đó phải chịu can tai và bất ngờ. Kinh chê mắng tội lại nữa này phó quan Bồ Tát trong đời sao như có người an và an thần an quý nào thay kẻ tiền nam người tiền nữ quy y cùng tinh cùng dường ơi khen chim ngưỡng đánh lên tướng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà vọng sanh khinh chê là không có công đức cùng không có sự lợi ích. Hoặc nhắn răng ra cười hoặc chê sau lưng hay chê trước mặt hoặc khuyên bao người ca cũng chê hoặc khuyên bao một người cùng chê. Hay nhiều người cũng chê cho đến sanh lòng chê bai trong chừng một niềm thời nhưng kẻ như thế đến sau khi một nghìn đứng phận trong hiền kim. Nhằm dìa cá bị tội bao khinh chê nên còn ở trong địa ngục à, thì chiều tôi khổ rất nặng qua khỏi hiền kim này mới được phò thân ngà quý. Rồi mai đến một nghiệp kiếp xa mới thọ thân xuất sanh lại phải trải qua đến một nghìn kiếp nữa mới đặng sanh làm người giàu được làm người. Nhưng ở vào án bần cùng nghẹn ha tất nguyện thiếu sớt hay bị những nghiệp á ràng buồn vào thân không bao lâu phải xa đọa vào án đào nương. Này phó quán kinh chê người khác cung dường mà con má phải tội bao có khổ như thế huống nữa là tự sanh á kiến mà kinh chê phá diệt tiêu tội chương lại nữa này phó quán Bồ Tát. Trong đời sao như có người nam người nữ nào đâu nằm liệt mái trên giường gối cầu sống hay mua trái cũng đều không được hoặc đêm nằm chim bao.
Thầy quỳ giữ cho đến khi thân thánh trong nhà hoàng thấy đi trên đường nguy hiểm, hoàng bị bóng đè hoặc với quý thần cùng đi. Trải qua nhiều tháng nhiều năm đến đôi thành bệnh la bệnh bại, trong dân người kêu rêu thê thảm sầu khổ, đây đều bị nơi nghiệp đạo luân đối chưa quyến định làm. Kinh hay rộng nên hoặc là khó trên, hoặc là khó lành, mắc phạm tùng của kẻ nam người nữ không thể biện rõ được, phiền đó chi phải nên đôi trước tường của chư Phật Bồ Tát. Có tiếng mà đồng tụng kinh này một biến, hoặc lấy những món vật riêng của người bình thường ưa tiếc như y phùng đồ quý báo, nhà cửa ruộng vườn vân vân. Rồi đưa người bệnh cắn thiên lang mà cướng lên rằng chúng tôi thánh đó họ đó nay vì người bệnh này đôi trước kinh tường đem những của vật này. Hòa cung dường kinh thương hoàng tạo hình tượng của văn Bồ Tát, hoàng xây dựng chùa tam hoàng sắm đèn vào thập cúng, hoàng cung vào của tượng trung. Thường lên như vậy ba lần để cho người bệnh được nghe biết cha xứ như thần thân của người bệnh đã phân tán đến hơi thở đã dứt thời hoặc một ngày. Hai ngày, ba ngày, bốn ngày cho đến bảy ngày cứ lớn tiếng thương bệnh như trên và lớn tiếng tụng kinh này. Sau khi người bệnh đó mang chung thời giàu cho từ trướng có tội và nặng, nhận đến năm tội vô nhãn không đưa thoa khỏi ăn thoa sanh vào đâu, cũng thường nhớ biết viên đời trước huống nữa là người thiện nam người thiện nữ nào từ mình biết chép kinh này. Hoàng bà người biên chế hoàng tử mình đắm vẽ hình tượng của Bồ Tát cho đến bao người càng vẽ đắp người đó khi thọ qua bao chắc đăng nhiều lời lớn. Này vô quang Bồ Tát vì thế tụng kinh này cho đến chỉ trong một niềm người khen kinh này, hoặc là có lòng cũng kinh đối với kinh thời ông cần phải dùng. Trăm nghìn phương chưa quyến hoa người đó vang lòng siêng năng chớ đừng thổi thân thời có thể đưa trăm nghìn. Muôn ứng công đức không thể nghĩ bàn ở hiện tại và vì lao tiêu đồ bóng lên. Lại nữa này phó quang Bồ Tát như những chúng sinh đời sao hòa trong dân ngũ hoàng trong chim bao thấy các hàng quý thần nhân đến các hình làm. Rồi hoàng buồn ba hoàng khóng lao văn rào đi hòa phàng thơ hoặc hai hùng hoàng sợ sợn đó đều là vì hoàng cha mẹ con em hoàng chồng vợ. Nguyện luôn trong một đời mười đời hai trăm đời nghìn đời về thua quá khứ bị đoa lang vào an đạo chưa được ra khỏi không biết trong bóng vào phương lực nơi nào để cứu vớt nỗi khổ nào. Nên mời về manh báo với người có tình con dũng trong đời trước cầu mong làm phương tiện gì để hầu được thoa khỏi an đạo này phó quán ông nên dùng sương hoài thần.
Hiền hàng quyền thuận đó đôi trư hình thường của chư Phật chư Bồ Tát chi tâm từ đạo kinh này hoặc tính người càng đông đủ số ba biến hòa đến bài biến. Như vậy kê quyền thuận đương mắt trong đạo kia khi thiên tùng kinh đủ số mây biến đó xong sẽ đằng dài thua cho đến trong mười khi mê ngủ không còn thấy hiện về nương. Hỏi nô lệ lại nơi nữa vô quán như đời sau này có những hàng người hà tiên hoàng ta trai hoàng ta gái nhận đến những kẻ không được quyền tự do. Rõ biết là do tội nghiệp đời trước gây ra cần phải sám hối đó thời nên chí tâm chiêm ngưỡng đành lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Rồi trong bảy ngày niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát đủ môn muôn biến những người trên đó sau khi mang bao thân hà tiền ở hiện đời trong nghìn muôn đời về sau. Thường sanh và bực tôn quý trọng không bao giờ còn phải xa đoà vào ba đường á khổ nửa sanh còn dễ nuôi lại vậy nửa này phổ quang Bồ Tát. Về trong khóa sau này nơi cõi diêm phu đề trong hàng xa để lời bà la môn trương gia cư sĩ tất cả các hàng người và những dân tông dòng họ khác như có người nào mới sanh đêm. Hòa con trai hòa con gái nội trong bảy ngày sớm vì đứa trẻ mới sanh ra đó mà tùng kinh điển không thể nghĩ bàn này lại vì đứa trẻ mà niềm danh hiệu của Ngài. Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biến đường như vậy thời đưa trẻ hoàng trai hay là gái mới sinh ra đó nếu đời trường nó có gây lấy tội và chỉ cũng đằng thoa khói cam. Nó sẽ ăn ổn vui vẻ dễ nuôi lại thêm đứa sống lo còn như nó là đứa nương nơi phương lưng mà tộc sanh thời đời nó càng được an vui cùng mà sống lâu hơn. Ngài thăm trai tụng kinh được phương lại vậy nữa nay phô quang trong mỗi tháng những ngày mùng một mùng tám mười bốn rằm mười tám hăm ba hăm bốn hăm tám hăm chín và ba mươi mười ngày trên đây là ngày mà các nghiệp tôi kết nhóm lại để định là nặng hay nhẹ tăng cả những cử chỉ đồng niệm của chúng sanh. Trong cõi Nam Diêm Phù Đề không có điều gì chẳng phải là tội lỗi huống nữa là những kẻ buông lung giết hại trộm cắp ta dâm vòng ngữ trăm điều tội lỗi. Về đời sau nếu có chúng sanh nào trong mười ngày trai kế trên đây mà có thể đối trư hình tượng của chư Phật Bồ Tát hiền thánh để đồng tụng kinh này môn biên. Thời chung quanh cho người đó ở bốn hướng đông tây nam ba trong khoảng một trăm gió tuần không có xảy ra nhưng việc tai nạn còn chính nhà của người đó tất cả mọi người. Hoàng già hoàng trẻ về hiện tại và vị lai đến trăm nghìn năm xa khỏi ăn các ăn đào trong mười ngày trai trên đây nếu có thể mỗi ngày tùng một biến kinh này.
Thời trong đời hiện tại hay làm cho người trong nhà không phải mắng phải bệnh tật bất ngờ đồ ăn mặc dư vật này phổ quang vì thế nên biết rằng Ngài Địa Tạng Bồ Tát có bơ kha thuê trăm nghìn muôn ơn nhân sư oai thần lần lớn nhiều lời ích cho chúng sanh như thế chúng sanh ở trong cõi diêm phù đề này có nhân duyên lớn với Ngài. Địa Tạng Đại Sư những chúng sanh đã hoàn được nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát hoàn được thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát cho đến nghe chừng ba chữ hai năm chữ trong kinh này. Hoàng một bài kệ hai một câu thầy những người đó ương sư hướng vui là thương trong đời hiện tại trăm nghìn muốn nơi về vì lại tưởng đưa phán sân vào nhà tôn quý. Thần hình xinh đẹp danh hiệu của kinh khi nghe Đức Phật Như Lai tuyên bài người khen ngài Địa Tạng Đại Sĩ xong ngài Phổ Quang Bồ Tát liền quỳ xuống chắp tay mà bành cung Đức Phật rằng bạn được Thế Tôn từ lâu con đã rõ biết vì đại sĩ này có thần lực cùng đại nguyện lực không thể nghi bạn như thế rồi xong nay vì muốn những chúng sanh trong đời sau này. Rồi biết ca sơ lợi ích đó nên con mới bành nói cùng Đức Như Lai vẫn có xin cùng kính tin nhân lời Phật dạy bạch Đức Thế Tôn kinh này đặt tên là gì? Và định cho con lưu bố thế nào Đức Phật bao ngài Phổ Quang kinh này có ba danh hiệu một là Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện kinh cũng gọi là Địa Tạng bốn hành kinh đây là tên thứ hai. Cùng gọi là Địa Tạng bốn thể lực kinh đây là tên thứ ba do vì ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếm lâu xa đến nay phát nguyện rộng lớn làm lợi ích cho chúng sanh cho nên cao phải đúng theo tâm nguyện mà lưu hành truyền bá kinh này nghe Đức Phật dạy xong ngài Phổ Quang Bồ Tát tin chiều chắp tay cung kính lệ Phật lùi ra kinh Địa Tạng Bồ Tát bồn nguyện lời ích ca kẻ con người mừng phẩm thứ bảy quyền tu thắng đạo. Lùng đà ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bành cùng Đức Phật rằng bành Đức Thế Tôn con xem xét chúng sanh trong cõi diêm phù sanh tâm đồng niệm không chi là chẳng phải tội. Nếu làm những việc về pháp sự lợi lành phần nhiều thôi thân tâm tốt ban đầu còn hoặc khi gặp duyên sư bào ác chẳng lành lại lần lần thêm lần. Nhưng hàng người trên đó như kẻ mang đá nặng đi trong bùn lại càng nặng thêm lần càng khốn đốn thêm lần chân đạp lũng lúc sau những người đó hoặc gầm hàng thiên tri thức. Đôi giùm đã bớt cho hoàng là đôi giùm hình ca vì hàng thiên tri thức đó có sướng răng khỏe mạnh lại dìu đỡ người ấy khuyên găng làm cho người ấy mạnh chân lên. Nếu thì ra khỏi buồn lại đến chớ đấng bằng phẳng rồi thời cần phải sẽ nghĩ đến con đường hiểm sau ấy đừng có đi vào đó nữa bành Đức Thế Tôn.
Nhưng chúng sanh quen theo thói ban đầu từ mãi mứng rồi lần đến nhiều vô lượng khi đến khi những chúng sanh quen theo thói chẳng lành hay sắm sửa mang chúng. Thời cha mẹ cùng thân quen bị người đó mà thu tà vừa lành để giúp tiền đồ cho người đó hoàn xe phán lòng và thắm đèn dầu hoặc chuyến đông tôn kinh hòa cúng dường tượng phần. Cùng hình tượng của các vị thánh cho đến niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát cùng bính chi Phật làm cho một danh một hiệu thấu vào lỗ tai của người sâm màng chung. Hoặc là ở nơi bốn cơ nghe biết cứ theo nghiệm ma của người đó đã gây tạo suy tính đến quả báo thời đang lẽ người đó phải bị đoa vào án đạo xong nhờ thân quyến vì người đó. Mà tu nhân duyên thành đạo cho nên cả điều tôi của người đó thấy đều tiêu sạch như sau khi người đã chết lại có thể trong 49 ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành. Thời có thể làm cho người chết đó coi ăn chốn hang đạo đưa sanh lên cõi trời hoặc trong loài người hưởng lấy nhiều sự rất vui thương mà kẻ thân quyến hiện tại đó. Cùng được vô lượng điều lợi ích vì lẽ trên đó nên nay con đối chưa đưa Phật Thế Tôn cùng với hàng trời rồng tam bố chúng người với phi nhân vân vân mà có lời khuyên bao. Nhưng chúng sanh trong cõi diêm phù đề ngài lắm chúng trẻ thân thuộc phải cẩn thận chờ có duyên hài và chớ gây tạo nghiệp duyên chẳng lành cũng đừng tê lễ quý thần cầu cũng mà quay. Vì sao thế vì viễn duyên hài cho đến tê lễ đó không có mòn mây mung chi lợi ích cho người trên cả chi có kênh thêm tội duyên của người đó làm cho càng thêm sâu nặng hơn thôi. Nhà sư người chánh đạo ăn là đời trước hay đời hiện tại vừa rồi đã chứng đăng phần thanh qua sẽ sanh vào cõi trời cõi người nhưng bị lúc lâm chung. Hàng thân của gây tạo những nghiệp nhân không lành cũng làm cho người trên đó mắng lấy ương lụy phải đối biện chậm sanh vào chốn lành. Buồn về là người kia chớ lô sanh tiền chưa từng làm đưa chúng phương lành đều theo oán nghiệp của họ đã gây tao mà tự phải bị sa đọa vào ăn đào. Hàng thân thuộc nơi nào lại làm cho tội nghiệp của người ấy nặng thêm cũng vì như có người từ xứ xa đến tuyệt lương thực đã ba ngày đồ vật của người đó mang vác nặng hơn trăm cân. Phòng gầm kê lân gần lại gửi môn ánh đờ vật nữa vì mấy mà người xứ xa đó càng phải khôn khổ nặng nề thêm bắt đứa Thế Tôn còn xem xét những chúng sanh trong cõi diêm phù đề. Ở nơi trong gia phá của bà nếu có thể làm việc vương lành cho đến chân bằng sơi lông giọt nước bằng một hồn can một mấy bụi nhỏ thời tân ca chúng sanh đó đều tự mình được lợi ích cao.
Trường già bạn hỏi khi ngài Địa Tạng nói lại đó như thế xong trong pháp hội có một vị trường giả tên là Đại Biện. Ông trường giả này từ lâu đã chứng quả vô sanh. Hiền thần thượng gia đê hoa đồ chúng sanh trong mười phương ông chăm tay cùng kính mà thưa hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng thưa đại sĩ trong cõi Nam Diêm Phù Đề. Có chúng sanh là sao khi mang chúng mà hàng quyến thua hoặc kế lớn người nhỏ vì người trên đó mà tu ca công đức cho đến thiết trại cung dường. Làm những phước lành thời người chánh đó có đăng lời in lớn cùng đăng giải thoát chăng kể còn người mẫn đều được lời ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng này ông trưởng gia này tôi vì tân ca chúng sanh. Trong hiện tại này cùng thua vì lai sao nương nơi hoài thần của đừng Phật mà nói lướt về phiền đó này ông trương gia nhưng chúng sanh ở hiện tại ấy vì lai lung sắp mang chúng mà nghe đăng danh hiệu của môn đức Phật. Danh hiệu của mơ về Bồ Tát hay danh hiệu của mơ về bên chi phân thời không luân là có tội cùng không tôi đều được giải thoát cam. Như có người nam cùng người nữ nào lúc sanh tiền không tu tạo phước lành mà lại gây lấy những tội ác sau khi người này mang chúng hàng thân quyến kế lân người nhóm. Vì người chết mà tu tạo phước lời làm ta ca việc về thành đạo thời trong bảy phần công đức người chánh nhờ đắng một phần còn sáu phần công đức thuộc về người thân quyến hiện lo tu tạo đó. Bởi vì cơ tránh đa nên những người thiên nam cùng thiên nữ hiện tại và vị lai nghe lời nói vừa rồi đó nên cố gắng mà tu hành tại đằng hương tròn phân công đức. Còn quỷ dữ vô thượng kia không hẹn mà đến thần hồn vơ vân mịn mờ chưa rõ là tội hay phước trong 49 ngày như ngày như đêm. Hoàng à tại các tư sở để biện luận về nghề qua khi tâm định xong thời cứ y theo nghiêm mà tỏ lấy quả bác y đoa vào các ngã đạo thần hồn người trên đó khi chưa được thọ sanh ở trong 49 ngày luôn luôn trong ngóng hàng cốn nhùng thân quyến tu tạo phương lành để cứu vớt cho. Và coi 49 ngày thời cứ theo nghiêm mà thọ lấy qua bao người chánh đó nếu là kẻ có tội thời trải qua trong 100.000 năm không có ngày nào được thoát khỏi. Còn nếu là kẻ phạm năm tội vô gián rồi phải đọa vào đại địa ngục chịu mãi nhưng sơ đạo khổ trong nghìn kiếm muôn kiếm lại vậy nữa này ông trương giá sau khi những chúng sanh gây phạm tội. Nghiệp như thế mạng chung càng có nhiều thần quyền có làm trai để giúp thêm vừa lành cho người trên đó thời khi sắm sửa chưa rồi cùng trong lúc đương làm chớ có đem nướng gạo.
lạ rào vận quân đó mà ra nơi đấng cho đến cả thứ đồ ăn chưa dừng cúng cho Phật cùng tăng thời chẳng được ăn trưởng nếu như ăn trái phép mà không được bình sanh kỳ lương. Thời người trên đó tròn không lượng mấy phương nào nếu có kẻ thế kỷ lượng giữ gìn tinh sanh đem dân cúng cho phân cùng tăng thời trong bảy phần công đức người trên hướng nương một phần. Này ông trương gia vì thế nên nhân chúng sanh trong cõi diêm phù sau khi cha mẹ hay người thân quyền chết nếu có thể làm trai cúng dường chỉ tâm cầu khấn thời những người như thế. Kẻ còn là người mơ đều đang lấy ca lúc ngài Địa Tạng nói lời này tại cung trời đau lời có số nghìn muôn ức na do ta quý thần cõi diêm phù đèn. Đều quán bồ đề tâm vô lượng ông trưởng gia đại biện vui mừng vâng lời dạy làm lễ mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện các vua Diêm La khen ngợi phẩm thứ tam Diêm La Vương cùng quý vương vân tạm lung đó trong dãy núi thiếu vì có vô lượng vị quý vương cùng với vua Diêm La đồng lên cung trời đã lời đến chỗ của khang vị quý vương đó tên là An Độc Quý Vương Đà An Độc Quý Vương Đại Cánh Quý Vương Bành Hộ Quý Vương Huyết Hộ Quý Vương Sinh Hộ Quý Vương Tán Hương Quý Vương Quý Thân Quý Vương Điển Quang Quý Vương Lan Nhà Quý Vương Đàm Thu Quý Vương Phụ Thành Quý Vương Chú Ha Quý Vương Chú Hòa Quý Vương Chú Phước Quý Vương Chú Thần Quý Vương Chú Tài Quý Vương Chú Súc Quý Vương Chú Cầm Quý Vương Chú Thú Quý Vương Chú Mỹ Quý Vương Chú Sáng Quý Vương Chú Màng Quý Vương Chú Tần Quý Vương Chú Hiếm Quý Vương Tam Mục Quý Vương Thứ Mục Quý Vương Ngũ Mục Quý Vương Kỳ Lợi Thất Vương Đại Kỳ Lợi Thắng Vương Kỳ Xa Lợi Vương Kỳ Và Đại Kỳ Lợi Xoa Vương A Na Tra Vương Đại A Na Tra Vương Nhưng vì Đại Quý Vương như thế vân vân mỗi vị cùng vài trăm nghìn tiêu quý vương cả thai ở trong cõi diêm phù đề đều có chư tranh đều có phần chủ trì càn vì quý vương đó cùng với vua diêm la nương sức ngoài thần của đức phật và oai lực của ngài Địa Tạng đại bồ tát đồng lên đến cung trời đao lời đứng qua một vua ban phần bây giờ vua Diêm La quỳ gối chắp tay bạch cùng đứng Phật bạch đưa thế tôn nay chúng con cùng các vị quý vương nương xứng ngoài thần của đứng Phật và oai lần của ngài Địa Tạng Bồ Tát mới được lên đến đại hội nơi cung trời đao lợi này mà cũng là về chúng con đang phước lành vậy nay chúng con có chung việc nghi ngờ giảm bệnh hoài được thế tôn cuối xin đức thế tôn từ bi vì chúng con mà chỉ dạy cho
Đừng phần bà vua Diêm La rằng cho phép ông hỏi ta sẽ vì ông mà dạy rõ. Bây giờ vua Diêm La chìm ngưỡng đánh lệ Đức Thế Tôn và ngon ngoái lại ngài Địa Tạng Bồ Tát. Rồi bạch cùng Đức Phật rằng con xem xét ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong sao đường dùng trăm nghìn phương chướng để cứu độ những chúng sanh mắng phải tội khổ, ngài không tự mình nhọc. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có những sự thần thông không thể nghi bàn được như thế, nhưng sao hàng chúng sanh vừa đăng khoa khói tội báo không bao lâu lại phải bị đọa vào ác đạo nữa. Bằng được thế đó ngài Địa Tạng Bồ Tát đã có thần lực chẳng thể nghĩ bàn như thế, nhưng tại vì cớ sao hàng chúng sanh chẳng chịu nương về đường lành để đường giải thoát mãi mãi. Tôi xin được thế con dạy rõ việc đó cho chúng con ở phần gian xá nhân đơn phần bảo vừa Diêm La rằng chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề tánh tình cứng coi có dài khó sương. Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát đây trong trăm nghìn kiếp đã từng cư vơn những chúng sanh đó làm cho sớm được giải thoát những người bị tội báo cho đến bị đọa vào đường ác lân. Ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện nhớ sành coi không nghiệp duyên mà làm cho chúng sanh đó nhờ biết những công việc ở đời trước, tại vì chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề kinh nghiệm dư phạm tội nặng nên vừa ra khỏi đau rồi trở vào lại làm nhọc cho ngài Địa Tạng Bồ Tát phải trải qua nhiều số kim lo lắng để cứu độ chúng non. Vì nhờ có người quan mẫn nhà mình đi lang vào con đường hiểm, trong con đường hiểm đó có rất nhiều thứ quý và có cùng hầm soi sư tư rắn độc bò cam. Người quên đường đó ở trong đường hiểm chừng dây lắng nữa sẽ bị hại, có môn vị trí thân yếu nhiều pháp luận là có thể trừ sư độc hại đó. Cho nên có thể trừ quý và xóa các loài ăn đồng vân vân, cha gặm người quên là kia đường muốn đi thẳng vào con đường hiểm nàng bèn vội báo rằng: Ô hay này ông kia có duyên sự gì mà vào con đường hiểm nan này, ông có pháp thuận là gì có thể ngăn trừ các sự động hại chăng? Người là đường đó bóng nghe lời hỏi trên mới đó là đường hiểm nan, bèn liền lui trở lại muốn ra khỏi đường hiểm nan đó. Vì thiền tri thức ấy nắm tay dịu dàng, nhưng người là lối đó ra ngoài đường hiểm nan coi càng sự đông hại, đến nơi con đường tốt làm cho được an ổn rồi báo rằng: Này người là đường từ nay về sau chớ có đi vào con đường hiểm nan đó nữa. Ai mà vào con đường hiểm đó ăn khó ra khỏi
đang lái còn phải bị tôn tánh mang người làng đường đó cũng sanh lòng cảm trọng lúc từ biệt nhau vì tri thức lại dần thêm. Nếu ông có gặp kẻ quen người thân cũng là những người đi đường hoàng trai hay gái thời ông báo cho họ biết con đường đó có rất nhiều sự độc hại vào đó ác phải tôn tánh mạng. Chờ để cho những người ấy tư và cho chết vì thế nên ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ đức từ bi lớn cứ với chúng sanh mặc tội khổ muốn cho chúng nó sanh lên cõi trời cõi người để hưởng lấy sự vui sướng tốt đẹp. Nhưng chúng sanh tội khó đó ra biết sự không khó trong con đường ác nghiệp rồi khi đã được ra khỏi chẳng còn trở vào nữa. Như người quen đường kia là vào đường hiểm ngâm vì thiền tri thức dần dẫn cho ra khỏi không bao giờ còn lạc vào nữa gặp gỡ người khác lại bao chớ vào đường ấy. Từ nói rằng mình là quên đường nên đi làng vào đó nơi đằng thoát khỏi rồi tròn hẳn không còn trở vào đường đó nữa. Nếu còn đi vào con đường ấy nữa thời là con mê lầm không biết đó là con đường hiểm nạn mà mình đã từng xa lạc rồi hoặc đến nỗi phải mân màng như chúng sanh bị đọa vào trong ăn đau. Ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sơ phương tiện cứu vớt cho được con khoanh sanh vào cõi trời rồi cùng quân trở vào ăn đau nữa. Nếu chúng sanh đó kinh nghiệm a quá nặng thời ở mai tròn địa ngục không lúc nào được thoát khỏi. Quý vương bài thiên nguyện bây giờ a đồng quý vương chắp tay cùng kinh bành cùng đừng phần rằng bành đừng thế tôn chúng con là hàng quý vương số đông vô lượng. Ở trong cõi diêm phù đề hoa có vì làm lợi ích cho người hoặc có vì làm tổn hại cho người mỗi mỗi đều không đồng nhau. Nhưng về nghe bao kiếm quen thuộc chúng con đi qua thế giới an nhiều lạnh ích đi qua sân nhà người hòa thanh âm xóm làng trai vườn buồn nhà trong đó như có người trai kẻ gái nào. Dù được cho phước lành bằng mái lông sợi tóc cho đến treo một lá phan một bao khai chúc hương chúc hoa cúng dường tượng Phật cùng tượng Bồ Tát hoặc đọc tụng tôn kinh. Đột hưởng công dương một bài kê mong câu kinh vân vân hàng quý vương chúng con cung kinh làm lệ người đó như kinh lễ ca đức Phật thua quá khứ đương hiện tại cùng lúc vị lai. Chúng còn truyền khang hàng tiêu quý có oai lần lớn và kẻ có phần chân trách về cuộc đất đai đó đều phải hỗ trợ giữ gìn còn chẳng cho viện giữ cùng sự tai nạn bất kỳ. Mình tạo hiếm nghe thành lệnh cho đến những việc không vừa ý đến gần chỗ của các nhà đó uống là để vào cửa đức Phật khen quý vương rằng hay thay tốn thay. Càng ông cùng với vua Diêm La có thể ủng hộ kẻ thiện nam người thiện nữ
cùng truyền cho các vị trời phạm vương Đế Thích hộ vệ các ông. Chú mạng trình thưa khi Đức Phật nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị quý vương tên là chú mạng bành cung Đức Phật rằng: bành Đức Thế Tôn, một nghiệp duyên của con là cai quán về tuổi thọ của người trong cõi diêm phù đề, khi sanh khi thứ con đều coi biển đó cứ theo nơi bốn nguyện của con thời có lợi ích rất lớn cho mọi người. Nhưng tại vì chúng sanh không hiểu ý của con nên đến đôi khi sanh khi tử đều không được an ổn, tại làm sao thế khi sanh nỡ nên làm lành kiên ác, người trong cõi diêm phù đề lúc mới sanh. Còn luận là con trai hay con gái khi sanh sanh ra phải nên làm việc phước lành thêm sự lợi ích cho nhà cửa trời, thổ địa vui mừng không xiết ủng hộ, cả mẹ lẫn con đều đặng nhiều sự an vui. Hàng thân quyên cũng được phương lời hòa, khi đã hạ sanh rồi nên cẩn thận chớ có giết hại sanh vật để lấy những vị tươi ngon cung cấp cho người sang máu ăn. Cùng nhóm họp ca hàng quyên thuộc lại để uống rượu ăn thịt ca sang đơn sao, nếu làm những việc trên đó có thể làm cho người mẹ đứa con chẳng đặng an vui. Vì sao thế? Vì lúc sanh sáng nguy hiểm đó có vô số loài quỷ dữ cùng ma quái tên mì uống ăn huyễn tăng, nhờ có con sám đa sai các vị thần linh xa tranh thổ địa bảo hộ mẹ con người ấy làm cho được an vui, mà đăng nhiều sự lời ích người ấy thấy mình được an ổn, thời đáng lẽ nên làm phước lành để đền đáp công ơn thổ địa, mà trai lại giết hại loài sinh vật. Hồi họp thân quyến vì lễ này đã phạm tội lỗi, ta phải tư thọ lấy tay và mẹ con đều tôn lung chết, nên tu phước lại người trong cõi diêm phù đề đến lúc mạng chung. Không lần là người lành hay kẻ dữ con cũng đều muốn cho họ không bị đọa lạc và trong án đau, huống gì là người lúc sanh tiền biết tu tạo khôi phước lành giúp thêm oai lực cho con. Trong cõi diêm phù đề những người làm lành đến lúc mạng chung cũng còn có trăm nghìn quỷ thần ác đạo hoặc biến ra hình cha mẹ nhân đến hóa làm người thân quyến dắt dẫn thần hồn người chánh đi cho đọa lạc. Vào chốn an đạo huống chi là những kẻ lung sanh tiền đa sẵn tạo nghiệp ác bành được thế, còn những kẻ nam tư nữ nhân ở cõi diêm phù đề lung lắm chung thời thân thức hôn mê. Không biện đưa lễ lành đều giữ cho đến măng cùng tai, không còn thấy nghe gì hên hàng thần quyền của người lâm chung đó, nên phải sắm sửa làm sự cung dương lớn tùng đồng tôn kinh niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát. Tu tạo nhân duyên phúng lành như thế có thể
thế cho người cha thoát khỏi chốn ác đạo, càng thứ mà quỷ ác thần thay đều phải lui tan cả hên bánh đứng Thế Tôn. Thần ca chúng sanh lũng lâm chung nèo đặng nghe danh hiệu của Bồ Đức, danh hiệu của Môn Bồ Tát, hoặc nghe một câu một bài kệ kinh điển đại thừa, con xem sẽ thấy mạng người ấy. Cứ năm tội vô gián cùng tội xa hai, những nghiệp án nhỏ nhỏ đáng lẽ phải xoa vào chốn á đau, liền đặng thoa khỏi cả đức Phật căn dặn, đừng quảng bao chú mạng quý vương rằng: ông vì có lòng đại từ nên có thể phá ra lời nguyện lớn ở trong sanh từ cứu hộ chúng sinh, như thế như về trong đời sau này có kẻ nam người nữ nào đến lúc mạng chung. Ông chớ quên lãng lời nguyện trên đó, đều nên làm cho giải thoát mãi mãi được an vui. Chủ mang quê vương banh cùng đứng phần rằng: xin được Thế Tôn chớ lo, trọn đời của con luôn luôn ủng hộ chúng sinh. Ở có diêm phù đề lúng sanh lúng tử đều làm cho được an vui, cả chí trong mong cả chúng sanh trong lúc sanh cùng lung tử tin theo lời của con đã nói trên thời đều giải thoát đằng lợi ích lớn. Đừng vào kho ký cho chú mạng bây giờ đức Phật bao ngày Địa Tạng Bồ Tát rằng: vì đại quý vương cai quan về tuổi thọ của mọi người đây đã từng trải qua trăm nghìn đời làm vị quý vương ủng hộ chúng sanh trong lúc sanh cùng khi tử, đó là bơn Bồ Tát đại sĩ vì lòng từ bi và nguyện hiền thân đại quý chớ thiệt thời không phải quý quá 170 kiếp sau. Ông đó sẽ đưa thành phần hiệu là Vô Tướng Như Lai, kiếm đó tên là An Lạc, cõi nước tên là Tình Trụ, thọ mạng của đức Phật đó đến số kiếp không thể tính đếm đường. Này Địa Tạng Bồ Tát, những sự của quý vị đại quý vương đó không thể nghi bàn, như thế hàng trời cùng người đưa quý ấy độ thoát, cũng đến số không thể hàng lượng. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bồ Nguyện xưng danh hiệu chư Phật Pháp Thứ Chính Lung Đa Ngài Địa Tạng Bồ Tát Bạch Cung Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, này con vì chúng sanh trong đời sau mà vô bài sự lợi ích, làm cho trong vòng sanh tử đặng nhiều lợi ích lớn, cuối xin đừng Thế Tôn cho phép con nói đó đừng phần bao ngày Địa Tạng Bồ Tát rằng: nay ông muốn khởi lòng từ bi cứu với tất cả chúng sanh, mà khoai tội có trong sao đường mà diễn nói sự chẳng thể nghĩ bàn. Bây giờ chính đã phải lúng vậy, ông nên nói ngay đi, và sư ông có thể sớm làm xong nguyện đó. Ta giàu có vào niết bàn cũng không còn phải lo ngại gì đến tất cả chúng sanh ở hiện tại và về lại nữa. Ngài Địa Tạng Bạch Cung Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ
có đấng Phật ở đây là vô biên thân Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà tạm thời sanh lòng cung kính, liền đằng siêu việt tội nặng sanh thương. Trong bốn mươi kia muốn là vẽ đâm hình tượng cúng dường tháng tháng, người này được vô lượng vô biên phương lợi, lại hằng hà xa kiếm về thua quá khứ, có Đức Phật ra đời yêu là bưu thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây phá tâm quy với Phật trong khoảng khai mong tài, người này tròn hằng không còn tôi chuyển nơi đạo vô thường chánh giác. Lại về thua qua thứ có Đức Phật ra đời hiểu là ba đầu ma tăng Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thoáng qua lộ tai, người này sẽ được một nghìn lần sanh lên sáu tầng trời coi dung huân, nữa là chí tâm cưng niệm lại ba ca thuê, ba ca thuê vô số kim về thua quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là sư tư hống Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây mà phán tâm quy, chừng trong một niềm người này sẽ đăng gắm vô lượng càng Đức Phật xoa đăng thọ ký cho. Lại về thua quá khứ có Đức Phật ra đời yêu là câu lưu tôn Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây chỉ tâm chim ngưỡng lệ bái hoàng lại tan thăng. Người này nơi pháp hội của một nghìn đưa Phật trong hiện kiếp làm vị đại Phạm Vương đắng Phật thoát khi đạo vô thường, cho lại về thua quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai. Như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây thời mãi không còn xa đọa vào chốn ăn đào, thường đưa sanh vào chốn trời người hưởng lấy sự vui thù thắng vi diệu. Lại vô lượng vô số hằng hà xa kim về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đa Bưu Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây liền khỏi đọa vào oan đạo, thường ở tại cung trời hương sư vui thù thắng vì diệu. Lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời bưu tướng Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây sanh lòng cung kính, không bao lâu người ấy sẽ đặng qua la hán lại vô lượng vô số kiếm về thua quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Ca Sa Tràng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến hiệu của Đức Phật đây thời người này sẽ siêu thoát tội sanh tứ trăm đại kim, lại về thua quá khứ có Đức Hồng Sơn Vương Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thời người này đang gầm hằng hà chư Phật nói nhiều pháp màu cho đều đang thành đạo Bồ Đề.
Nơi về thua quá khứ có đức tình, nguyện Phật đừng sơn vương Phật đứng tri thân, Phật đừng tình danh vương Phật đứng tri thành từ Phật đứng vô thượng Phật. Đức diệu thanh và đấng mãn nguyện và đấng nguyện diệu phật có ba ca nguyện đức phật thế tôn như thể tăng ca chúng sanh trong thời hiện tại cùng có vị lai. Hoàng là trai, hoàng là người, hoặc người nam hoàng người nữ chi niệm đưa và danh hiệu của một đức phật thôi sẽ được vô lượng công đức, hoặc là niệm được nhiều danh hiệu. Nhưng chúng sanh đó lung sanh lung tử đằng nhiều vừa lời không còn phải đoa vào an đạo nữa, như có người nào sắm màn chung hàng thân quyến trong nhà nhân đến một người vì người bình sống trên đó mà niềm lớn tiếng. Danh hiệu của mong đỡ phân thời người trên đó trừ năm tội lớn vô gian ca nghiệp ba đều tiêu sanh, cả năm tội lớn vô gian kia dầu rất nặng nề đáng lẽ phải trải qua ức kiếp hằng không ra khỏi đằng qua con. Nhưng bài lúng lâm chung nhờ người ca vì đó mà thương niệm danh hiệu của Phật cho nên những tội năng đó cũng lần lần tiêu sanh, uống là chúng sinh tự mình xưng danh hiệu của chư Phật. Người này đang vô lượng lành trừ diệt vô lượng thốt kinh Địa Tạng Bồ Tát bồn nguyện quyến trung hết bốn hành Địa Tạng thể nguyện rồng sâu gầy vàng châu sáng độ chúng sanh. Ngụng khó không ngàn tấn kiên thành khỏi mang khó trầm luân, nam mô thường trụ thâm pháp, nam mô thường trụ thâm phương pháp, nam mô thường trụ thâm phương pháp, nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện so sánh nhân duyên công đức của chư Bồ Thí Phẩm thứ mười, lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát mà ta nương hoài thần của đức Phật từ chỗ ngồi đứng dậy quỳ gối chắp tay bánh cùng đứng Phật rằng bánh Đức Thế Tôn, còn xem xét chúng sanh trong nghiệp đạo so sánh về chư Bồ Thí có nhẹ có nặng, có người hướng phước trong một đời, có người hướng phước trong mười đời, có hoặc đến hướng phước lợi lớn trong trăm đời nghìn đời. Nhưng sư ấy tài làm sao thế cuối xin đừng thế Tôn dạy cho, bây giờ đứng phần báo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng nay ta ở trong toàn thế chúng hội nơi cung trời đao lợi này, giảng về sự so sánh công đức kinh trọng của việc Bồ Thí ở Diêm Phù Đề. Ông phải lòng nghe ta sẽ vì ông mà nói, ngài Địa Tạng Bồ Tát bành cùng đứng phần rằng chính con nghi ngờ về viện ấy, con xin ưa muốn nghe đứng phần bao ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng trong cõi Nam Diêm Phù Đề có các vị quốc vương hàng
hàng đại trưởng giả, hàng đại sáng đế lợi, hàng đại bà la môn, vân vân. Nếu gặp kẻ hết sức nghèo túng, nhận đến kẻ tật nguyện câm ngòng, kẻ điếm ngay mù quáng, gặp những hàng người thân thế không đưa vẹn toàn như thế lúng ca vì quốc vương đó, vân vân. Muốn bố thí nếu có thể đủ tâm từ bi lớn, lại có lòng vui vẻ tự hà mình, tự tay mình đem của ra bồ thí cho tất cả những kẻ đó, hoàng bao người khác đem cho. Lại dùng lời ôn hòa dịu dàng an ủi ca về quốc vương đại thần đó, vân vân. Đặng phước lời bằng phước lời công đức cúng dường cho một trăm hằng hà sa chư Phật vậy. Tài làm sao chính bởi vì quân vương đó, vân vân. Phá tâm đại từ bi đối với kẻ rất mừng nghèo cùng và với những người tàn tật kia, cho nên phước lành đưa hướng qua bao như thế này, trong trăm nghìn đời thường đương đầy đủ. Nhưng đồ thân báo huân là những thứ để thọ dụng như y phùng đồ uống ăn, vân vân. Lại vậy nữa này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sao như ta về quốc vương cho đến hàng bà la môn, vân vân. Gắm chùa tham thờ Phật hoặc hình tượng Phật cho đến hình tượng Bồ Tát, thành vạn hai bính chi và đến thân từ sửa sang cúng dường bồ thì vị quân vương đó. Thì trời đế thích hưởng sự vui sướng tốn làm, nếu có thể đem phước lành bố thí đó mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới, thời vị quân vương đó trong mười kiếp thường đường làm về trời đại pháp thiên vương lại thế này nữa này Địa Tạng Bồ Tát. Trong đời sao nếu có vị quốc vương cho đến hàng bà la môn, vân vân. Gặp chùa tham của đứng phần thuở trương, hoặc là kinh điển hay hình tượng bị hư sớm rảnh ra, liền có thể phát tâm tu bổ lại vị quốc vương đó, hoặc từ mình đính thân lo sửa sang, hòa khuyên hoa người khác cho đến khuyên hoa trăm nghìn người khác, cùng chung bổ thí cúng dường để kết duyên lành vì quốc vương đó, trong trăm nghìn đời thường làm vua chuyến luân. Còn những người khác chung cùng làm việc bố thí đó, trong trăm nghìn đời thường làm vua nướng nhỏ. Nếu lại ở trướng chùa tham có thể phá tâm đem công đức cúng dường bồ thí đó mà hồi hướng về đã vô thượng chánh đẳng chánh giác, được như vậy thời vị quốc vương đó cho đến tất cả mọi người đều sẽ thành phân cam. Bởi quả báo ấy rộng lớn vô lượng vô biên, lại vậy nữa này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời
sao như có về quốc vương hay hàng bà la môn. Gặp những người già yếu thân bệnh và kẻ phụ nữ sanh để nêu trong quan chừng một niềm sanh lòng từ lớn đuôi đem thuốc men cơm nước giường chiếu bố thí làm cho những kẻ ấy được an vui. Phương đứng đó ra không thể nghĩ bàn đến được trong một trăm mà kiếp thường làm vua trời tình cư trong hai trăm kiếp thường làm vua sáu từng trời cõi dục. Không bao giờ con đọa bao ác đạo cho đến trong trăm nghìn đời lỗ tai không hề nghe đến tiếng khổ rốn rao sẽ thành phần lại vậy nữa này Địa Tạng Bồ Tát. Trong đời sao như có vị quốc vương và bà la môn có thể làm những việc bố thí như thế sẽ đặng vô lượng phước lành. Nếu lại có thể đem vừa đứng đã hồi hướng đà vô đề thời không lưng là nhiều hay ít rõ rao sẽ thành Phật ca huống gì là những quá trời phàm vương. Trời Đề Thích Vua chuyển luân này Địa Tạng Bồ Tát vì thế nên khuyên hòa cho tất cả chúng sanh đều phải hồng theo như thế. Lại vậy nữa này Địa Tạng Bồ Tát trong đời sao như có thiền nam kẻ thiền nữ nào ở trong phần pháp mà gieo trồng chúng ít cõi phương lành. Chừng bằng cái lông sợi tống hồ can mãi bùi phước lời của những người đó sẽ hương thọ không thể ví dụ thế nào cho được lại vậy nữa này Địa Tạng Bồ Tát. Trong đời sao như có kẻ thiện nam cùng người thiện nữ nào gắm hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Binh Chi Phật, hình tượng Vua chuyển luân và Bồ Thi cúng dường. Thời đăng Bồ Lượng Vương lành thường sanh ở cõi người cõi trời hương sự vui thù thắng vi diệu như có thể đem công đức hồi hương cho cả pháp giới chúng sanh. Thời phước lời của người ấy không thể ví dụ thế nào cho đường lại vậy nữa này Địa Tạng Bồ Tát trong đời sao như kẻ thiền nam người thiền nữ nào gặp kinh điển đại thường hòa nghe thấy một bài kệ một câu kinh rồi phát tâm ân cần trân trọng cung kính người khen Bồ Thí cúng dường người ấy được qua bao lớn vô lượng vô biên. Nếu có thể đem phượng đứng hồi hướng cho cấm pháp giới chúng sanh thời phước lời này không thể ví dụ thế nào cho được lại vậy nữa. Này Địa Tạng Bồ Tát trong đời sao như có kẻ thiện nam người thiền nữ nào gầm chùa tháp và kinh điển đại thừa nếu là kinh tháp mới thời Bồ Thi cúng dường chim ngương lễ lại người khen chắp tay cùng kinh.
Nếu gàm kinh tham cố hoàng hư rắn thời sớ sang tu bố hòa riêng mình phá tâm làm hòa khuyến người ca cùng đồng phá tâm. Nhưng người đồng phá tâm đây trong 30 đời thường làm vua cán nướng nhỏ con vì đàn việc chánh đó thường làm vua chuyến luân lại dùng pháp lành mà giao hoa vua cán nướng nhỏ. Lại bay nữa Địa Tạng Bồ Tát trong đời sao như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào ở nơi cội phước lành đa gieo trồng trong phần pháp. Hoàng là Bồ Thí Cung Dường, hoàng là Tu Bố Chùa Tham, hoàng sửa sang kinh điển cho đến chừng bằng mô sợi lông một mây bụi mộng hồ cát một giọt nương. Nhưng sự lành như thế không lần nhiều ít chi có thể đem hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh thời công đức của người đó trong trăm nghìn đời. Thường hương thọ chữ vui thường diệu còn như chi hồi hướng cho thân quyến trong nhà hoàng tử mình được lợi ích thôi như thế thời sẽ hướng quá vui trong ba đời. Cứ làm một văn sứ lành thời được hương báo tốt một muôn lần trôi hơn này Địa Tạng Bồ Tát. Nhưng nhân duyên còn đứng về sự bồ thí như thế đó kinh Địa Tạng Bồ Tát bồn nguyện Địa Thần Hộ Pháp phẩm thứ 11 lúc đó vì kiến lao Địa Thần. Bạch cùng đứng phần rằng bạch đứng Thế Tôn từ trước đến nay con từng chiêm ngưỡng đánh lễ vô lượng vì Đại Bồ Tát đều là những bậc trí huệ thần thông lớn không thể nghĩ bằng. Đồ khắp mọi loài chúng sanh ngài Địa Tạng Bồ Tát đây so với cả vị Bồ Tát chỗ thể nguyện rất sâu rộng bạch Đức Thế Tôn ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có nhân duyên lớn với chúng sanh trong diêm phù đề. Như ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền, ngài Quán Âm, ngài Di Là cùng hóa hiện trăm nghìn thân hình để độ chúng sanh trong sáu đường. Nhưng chỗ phát nguyện của các ngài còn có lúc hoang mang. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây phá thệ nguyện giao hóa tất cả chúng sanh trong sáu đường trai đến kiếp số như số ca trong trăm nghìn ứng sông hằng bạch Đức Thế Tôn. Còn xem xe chúng sanh ở hiện tại nay và về vị lai sao nơi chỗ sanh sẽ ở phương Nam trong cuộc đất của mình ở dùng đất đá tre gỗ mà dừng cất cai khám cai thân. Trong đó có thể hóa về cho đến dùng vàng ba đồng sáng đúng nắng hình tượng Địa Tạng Bồ Tát đốt hương cúng dường chim lễ người khen thời chỗ người đó ở đường mười điều lời ích. Nhưng vì là mười điều một là đấng cá tôn màu hai là nhà cửa an ổn mãi mãi ba là người đã chết được sanh lên cõi trời bốn là những người hiền còn hướng sự lời ích.
Năm là cầu chi cũng tội ý cả sao là không có tai hoa về nước và lửa bay là trừ sanh việc hư hao. Tám là dựng hẳn ác mộng. Chính là khi ra lúng vào co thần theo hồ về. Mười là thường gặp bước thánh nhân bành đừng thế tôn chúng sanh trong đời sau cùng hiện tại nay. Nếu ở nơi phần đấng của mình cư trụ mà có thể làm ra sự cúng dường Ngài Địa Tạng như thế thời được sự lợi ích như vậy. Vì kiên lao địa thần lại bạch với Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn trong đời sau này như có người thiên nam kế thiên nữ nào ở trong chỗ của mình cư trụ mà có kinh điển này cùng hình tượng của Đức Địa Tạng Bồ Tát. Người đó lại có thể đọc tụng kinh điển này và cũng dường hình tướng của Bồ Tát. Thời con dùng thần lực của con thương hộ về người đó cho đến tất cả sự tai hòa như nướng lửa trộm cơm. Nàng lớn nàng nhỏ vân vân thầy tèo tiêu sành được phan báo kiên lao địa thần rằng thần lờ rộng lớn của ông cả thần ca ít ai có bằng vì cớ sao vì đất đai trong cõi diêm phù đề. Đều nhờ ông hỗ trợ cho đến có cây càng đá lúa mè tre lao gạo thóc của bao tân cả những thứ từ đất mà có ra đều nhờ nơi sức thần của ông Khang. Này ông lại tuyên bày những sự lệnh của Ngài Địa Tạng Bồ Tát thời công đứng và thần thông của ông lại càng thêm trăm nghìn lần trôi hơn lúc thường này địa thần. Trong đời sao như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào cùng dường Địa Tạng Bồ Tát cùng đồng kinh tụng kinh điển này chỉ có thể tu hành theo môn việc mà trong kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện đã dạy. Thời ông nên dùng thần lực của ông mà ủng hộ người đó chớ để tấm ca sự tai hại cùng sự không vừa ý đến nghe nơi tai uống nửa là để cho phải chịu. Chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì người đó không có hàng quyền thuộc của Phạm Vương Đế Thích quyền thuộc của chư thiên ủng hộ người đó. Tại sao lại đăng ca vì hiền thánh ủng hộ như thế đều do vì những người ấy chiêm lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh bốn nguyện này. Tự nhiên đưa rêu ráo xa lìa biên khổ chừng đạo niết bàn an vui vì thế nên đăng ủng hộ một cách lớn lao như thế. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện thấy nghe đưa lời ấn phẩm thứ 12 đưa Phật phóng quang tuyên cả lúc đó từ trên đảnh môn Đức Thế Tôn. Phóng ra cả trăm nghìn muôn ngực tia sáng lớn như là tia sáng sắc trắng, tia sáng sắc trắng lớn, tia sáng lành tốt, tia sáng lành tốt lớn, tia sáng ngọc lớn.
tia sáng sáng tia tia sáng sáng tia lớn tia sáng sáng thân tia sáng sáng thân lớn tia sáng sắc biển tia sáng sắc biển lớn tia sáng sắc hồng tia sáng sắc hồng lớn tia sáng màu lục tia sáng màu lục lớn tia sáng màu vàng y tia sáng màu vàng y lớn tia sáng tướng mây lành tia sáng tướng mây lành lớn tia sáng tướng nghìn vòng tròn tia sáng tướng nghìn vòng tròn lớn tia sáng vòng tròn bao tia sáng vòng tròn bao lớn tia sáng vầng mặt trời tia sáng vầng mặt trời lớn tia sáng vầng mặt trăng tia sáng vầng mặt trăng lớn tia sáng tướng cung điện tia sáng tướng cung điện lớn tia sáng tướng mây biển tia sáng tướng mây biển lớn từ trên đánh môn phong ra những luồng tia sáng như thế xong lại nói ra những tiếng rất vi diệu mà báo đại chúng rằng này tam bồ chúng trời rồng người cùng phi nhân vân vân lắng nghe hôm nay ta ở tại cung trời đau lời thuyền bài người khen những sơ lời ích trong hàng trời người những sự không thể nghĩ bàn những sự về nhân hành lên bậc thanh những sự chứng quá thầm điền những sự rõ rao không lui sụp nơi đạo vô thượng chẳng đặng chánh giá của ngài Địa Tạng Bồ Tát Quan Thế Âm cầu thỉnh lung đơ Phật nói lời trên đó vừa dứt tiếng trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát hiểu là Quan Thế Âm từ chỗ ngồi đứng dậy quỳ gối chắp tay mà bành cùng đừng phân rằng bành đường Thế Tôn ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát đầy đủ đức từ bi lớn ngài thương cho chúng sanh mắc tội khôn ở trong muôn nghìn ứng thế giới ngài hóa hiện ra nghìn muôn ứng thân bao nhiêu công đức và sức hoài thần chẳng thể nghĩ bàn của ngài còn đã từng nghe đức Thế Tôn cùng vô lượng chư phần trong mười phương các miền đồng lời ngợi khen ngài Địa Tạng Bồ Tát giàu cho cả đứa Phật trong thuở quá khứ thuở hiện tại và thuở vị lai nói công đức của ngài Địa Tạng Bồ Tát vẫn chẳng thể nói hết vừa rồi lại đưa đứng Thế Tôn bào khắp trong đại chúng rằng đừng Phật muôn tuyên nói các sự lời ích của ngài Địa Tạng Bồ Tát cuối mong được Thế Tôn vì tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà tuyên nói những sự chẳng thể nghi bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát làm cho tam bồ chúng trời rồng vân vân chiêm ngưỡng lễ lạy ngài Địa Tạng Bồ Tát để đặng phước lành. Đừng và tang thang và hứa khá đức phân bao ngài Quan Thế Âm Bồ Tát ông có nhân rì duyên rất lớn với chúng sanh trong cõi ta bà những hàng trời rồng hoặc nam từ nữ nhớ hoàng thần hoàng quý cho đến chúng sanh mắc phải tội khổ trong sao đường nếu kẻ nào nghe danh hiệu của ông thấy hình tượng của ông hay mến tưởng đến ông cùng khen ngợi ông thời nhưng chúng sanh ấy đều ở nơi đau vô thừa chẳng giác quyết chẳng có
sanh vào cõi người, cõi trời hướng đủ sự vui vì diệu khi nhân qua sắp thành thông liền được phần thọ ký cho. Này ông sanh lòng từ bi lớn thương xót cả loài chúng sanh và tam bồ chúng trời rộng vân vân, mà muốn nghe ta nói những sự lời in chẳng thể nghi bằng của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ông nên lòng nghe cho kỹ, nay ta sẽ nói đôi ngài Hoàng Thế Âm Bồ Tát bành rằng: vâng bành Đức Thế Tôn, con xin ưa muốn nghe thấy nghe thêm phước trời đương phần báo ngài Quang Thế Âm Bồ Tát. Trong cả thế giới về thoái hiện tại nay và vị lai sao có vị trời nào hưởng phước trời đã mang năm tướng si hao hiện ra nơi thân hòa có kẻ phái đọa lạc nơi chốn an đồng. Cả vị trời đó hoặc nam hoặc nữ đường lông tướng suy hao hiện thầy ở thầy hình tướng ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe tên ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi một lần chiêm ngưỡng một lần đánh lệ. Thời cao vị trời đó càng thêm lớn phước trời hướng sự vui sướng rất nhiều, không bao giờ còn phải bị đọa la vào ba ác đạo nữa, uống chi là những người thấy hình tượng Bồ Tát. Nghe danh hiệu Bồ Tát rồi đem cá thư hướng hoa đồ y phùng đồ uống ăn vàng bao chuỗi ngọc mà bố thí cung dường, thời người này đang vô lượng vô biên công đức phương lời. Người bình được lời lại vậy nữa, nay Quán Thế Âm trong ca thế giới về thua hiện tại này và vì lai sao những ngàn chúng sanh trong sau đường như có kẻ sắp màng chung mà đang nghe một tiếng danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát thoáng qua lỗ tai, thời kẻ màng chung đó không còn bị đọa vào chốn khổ ba ác đạo, huống chi là lúc sắm màng chung cha mẹ cùng hàng thân quyến đẹp của cái nhà cửa vân bao y phục vân vân của người sắm màng chung đó mà làm của chi phí đôi tô đắp hay hòa vế hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi làm cho người bình lúng chưa chan hoàng mắng thấy tai nghe biết rằng hàng thân quyến đem nhà cửa bằng báo vân vân vì mình mà tô vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Người bình đó nếu có gầm mà báo phải mang lấy bình nặng, thời nhờ công đơn này liền đưa lanh mạnh tôi thọ thêm lâu. Còn nếu người bình đó có nghiệm bao số mang đà hình lại có đủ tất cả tội chương nghiệm chương, đáng lẽ phải bị đọa vào trong ác đạo sông vì nhờ công đức này nên sau khi mạng chung liền được sanh vào cõi trời cõi người hưởng qua vui thù thân vì diệu tân ca tội chướng thấy đều tiêu sạch. Tiền vọng được phước lại vậy nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát, về đời sau nếu có kẻ nam tử người nữ nhân nào hoàng lúc còn bú mớm, hoàng lúc lên 3 tuổi, hoàng lúc lên 5 tuổi, 10 tuổi trở xuống mà trên mà mấn cha mẹ cho đến trên mấn anh em chị em đến
khi người đó còn lớn nhớ trưởng tướng đánh cha mẹ cùng hàng thân quyến không rõ đọa lạc vào chốn nào hay sang về thế giới nào hoặc sanh lên cõi trời nào người đó như có thể tô về hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát nhân đến nghe danh hiệu của ngài rồi một lần chiêm ngưỡng một lần đánh lễ từ một ngày cho đến bảy ngày đừng thôi thân tâm ban đầu nghe danh hiệu thầy hình tượng chim lễ cúng dường thời quyên thuộc là sớm quá của người đó nếu do ác nghiệp mà bị đọa vào ác đạo tính ra phải chịu đến số kiếp nay nhờ công đức tô vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và chim lễ cúng dường của con cái hay của anh em chị em nên liền đằng giải thoát được sanh lên cõi trời cõi người thường quá vui thù thắng vì nhiều còn như quyên thuộc đa sáng của người đó có phước lành đã được sanh lên cõi trời cõi người hương thọ quá vui thù thắng vì diệu rồi thời nhờ công đức này càng thêm lớn nghiệp nhân về bờ thanh hướng vô lượng quá vui như người đó lại có thể trong 21 ngày chuyên lòng chìm lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và niệm lấy danh hiệu của ngài đủ một số muôn biên sẽ đăng Địa Tạng Bồ Tát hiện vô biên thân mắt cho người đó rõ nơi cõi của hàng thần quyên sấm quốc kia đã sanh về hòa trong dân mong Địa Tạng Bồ Tát yến sẽ thân thông lan tự dắt người đó đến cả thế giới thấy hàng quyên thuộc nếu người đó lại có thể trong mỗi ngày niệm danh hiệu của Bồ Tát 1.000 biến luôn đến 1.000 ngày thời người đó sẽ được Bồ Tát sai ca vị quý thần ở tại chỗ đó hộ vệ trọn đời hiền đời đồ ăn món mặc dư dần không có cá thơ bên có cho đến cá sơ tài và còn không hề vào đến cửa hương nữa là đến nơi thân rô ra rồi người đó được ngài Địa Tạng Bồ Tát xoa đánh thọ ký cho nguyện lớn sáng thanh lại vậy nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát về đời sau như có kẻ thiền nam người thiền nữ nào muốn phát lòng từ rộng lớn để cứu độ tăng cả chúng sanh muốn tu tạo vô thừa chánh giác muốn thoát khỏi tam giới nhưng người đó thấy hình tượng và nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chí tâm quy y hòa đem hương hoa y phùng vâng bao đồ ăn uống vâng vâng để cúng dường chìm ngưỡng đánh lễ thời cho nguyện cầu của kẻ thiện nam cùng thiện nữ đó mau được thành tựu không bao giờ bị chướng ngại lạy vậy nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát trong đời sao như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào muốn cầu trăm nghìn muôn ư địa nguyện trăm nghìn muôn ứng sự về hiện tại cùng vị lai thời chí nên quỳ chìm ngưỡng đánh lễ cúng dường
Người khen hình tướng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát được như thế, thời nguyện những chi và cầu những chi thay đều thành tựu ca. Lại cầu mong Địa Tạng Bồ Tát vẫn được từ bi rộng lớn ủng hộ mái tròn. Người đó trong giấc chiêm bao liền đặng Ngài Địa Tạng Bồ Tát xoa đánh thọ ký đưa trí huệ lại. Vậy nửa này Quan Thế Âm Bồ Tát trong đời sau như có người thiền nam kẻ thiền nữ nào sanh lòng rấn trân trọng. Đối với kinh điển Đại Thừa phá tâm bằng thư nghị muôn đọc muôn tùng kinh điển ấy dâu găm đăng bực minh sư truyền dạy cho những người đó học tầm như đông rồi quên rồi trải đến cả tháng cả năm vẫn không đọc tùng đường. Nhưng kẻ thiện nam thiện nữ đó vì có nghiệp chướng đời trước chưa trừ sạch cho nên ở nơi kinh điển Đại Thừa không có công năng đọc tùng. Nhưng hàng người này khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát cùng thầy hình tướng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát đem mến bồn tâm cung kinh bày tỏ với Bồ Tát rồi dùng hương hoa y phục đồ ăn tấn ca đồ hoa cụ vân vân cúng dường hình tượng Bồ Tát. Dùng một chén nữa để trong để trưa tượng Bồ Tát một ngày một đêm, sau đó cung kinh chấp tay thỉnh để uống say mặn về hướng nam. Khi nước vào miệng phải chỉ tâm trình trọng, uống nước xong phải cứ ngủ tâm rượu thình tà dâm vọng ngư và ca việc chiên hai trong bảy ngày hoàng 21 ngày. Người thiên nam cùng thiên nữ đó trong giấc chiêm bao thấy Địa Tạng Bồ Tát hiền thân vô biên rưỡi nước trên đành của người đó. Sau khi thức dậy người đó liền đằng thông minh một phen nghe đến những kinh điển Đại Thừa ấy liền sẽ nhớ mãi không bao giờ còn quên một câu kệ nữa. Tài nàng tiêu trừ lại vây nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát về trong đời sau như có những người nào ăn mà không đủ cầu chi cũng không toại nguyện hoặc thân nhiều tật bệnh hoang nhiều sự hung suy. Nhà cửa không yên ổn quyền vô chia lìa hòa có sự tai và cứ đến quay nhiễu nơi thân luôn trong dân mong thường phải kinh sợ những người như thế đó khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Thầy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát nên chí tâm cung kinh niệm đủ một muôn biến thời. Những sự không toại ý trên đó sẽ thiếu sanh lần lần liền đăng an vui. Đồ ăn mặc dư dật cho đến trong giấc mộng thấy đều an ổn vui về coi hiểm nguy này. Vậy nửa này Quan Thế Âm Bồ Tát về đời sau nếu có người thiên nam thiền nữ nào hoặc nhân sự làm ăn hoặc nhân sự công chuyện tư hoặc nhân sự sanh cùng tư hoặc nhân việc gấp mà phải vào trong rừng núi hay là qua sông vừa biên hoàng cam nưa lùng lớn hoặc đi ngang đường hiểm tra người ấy trước khi đi nên niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát một muôn biến được thế thời đi qua nơi nào chốn nào cũng có các vị quý thần hộ vệ.
Lùng đề đừng khi nằm ngồi đều được an ổn vui vẻ luôn cho đến giàu gầm loài hầm soi sự tư nhưng tất cả thứ đồng hai đều không thể phạm đến người đó được. Đừng phong bao ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên rằng lớn với cõi diêm phù đề, nếu nói về những sự mà căn hàng chúng sanh thầy anh nghe tên của ngài Địa Tạng Bồ Tát được lời in thời giàu nói đến trong trăm nghìn kiếp cũng không hên đường này Quan Thế Âm Bồ Tát. Vì thế ông nên dùng thần lực mà lưu truyền kinh này làm cho chúng sanh trong coi ta bà đây mãi đến trăm nghìn kiếp được chân sự an vui luôn. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kể rằng ta xem Địa Tạng xứng hoài thần kim số sông hằng xa khó tỏ trần. Thầy nghe một niềm chiêm ngưỡng lễ trời người lại ít sự không ngàn hoàng rồng hoa thân cùng nam nữ bao tầng sẽ xa vào đường giữ chí tâm quy mang đại sĩ thân. Tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ trẻ thơ trên mắt mẹ cùng cha huynh đệ chị em kế rung rà lớn không nghĩ đến đều không biết. Nào giờ đường lành ở đâu là hoặc vẽ hoàng tô đại sĩ hình cám thương chim lê biệt chẳng đành hầm mô ngày luôn niềm danh hiệu Bồ Tát hiện thân đến bên mình. Chỉ đành quyền thuộc ở nơi nào giàu sáng thua cùng ra mau nếu được không lối lòng kinh ngưỡng thanh kế Bồ Tát vốn đầu trong. Bồ Đề Vô Thường muốn tu hành mong ra ba cõi khói tư sinh người này đã phá lòng bi lớn trước nên chim lễ đại sĩ hình nghe tên quý y đấng tròn lành cung dường cung kinh phao lòng thành nghiệp chương chẳng hề ngăn chướng đặng bao nhiêu mong ưa sớm viên thành có kẻ phá tâm tùng kinh sân muôn đồ chúng sanh khỏi tai anh. Dầu là nguyện lan chẳng nghĩ bạn đồng rồi quên rồi luôn sống mất người này nghiệm chướng nó làm mê hồng đại thừa kinh khó mọi bề y vô vuôn an ca ngoa cô cung dương Địa Tạng với hương hoa dùng chén trong bài trước tượng canh một ngày đêm bừng lấy uống sanh lòng ân trọng cử ngũ tân rượu thình ta dâm cùng dối luôn trong hâm một ngày chớ xa sanh chuyên lòng tướng niệm thượng nhân danh chim bao thấy rõ tôn dung hiền thức rồi liền đăng trí khôn lanh. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai nghìn vạn đời sao nhớ chẳng sai chính nhờ đại sĩ oai thần lớn thâm dâm người kia có huệ tài chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau cửa nhà hoa hoang người lìa nhau ngủ mê mộng mì không an giấc muốn cầu hồng chẳng được nào giống lòng chim lễ Địa Tạng ngài bao nhiêu việc a thấy tiêu ngay
Nhân đàn chim bao đều ăn cá, quê thân phò hồ của dư xà hải, muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thu đồng tượng cung dường kinh lễ cùng chim ngưỡng. Núi rừng biển cả có vào trong, ăn tài tiêu sanh thường an sướng, Quan Âm lòng nghe ta nói rõ. Địa tạng vô lượng hoài thần đó, trăm nghìn muôn kim thuật chẳng rồi, rộng tuyên đại sĩ đại sức nó. Người nghe đến địa tạng danh, thấy hình chim lễ hến lòng thành. Thường hòa ăn uống dân y phục, trăm nghìn bao đẹp hương đều lành. Nếu hai đêm công ở hồi phàm giới, rơ rao thành Phật sanh từ cõi, Quan Âm nên bia căn tuyên bày, truyền khám hăng xa nhiều nữa coi. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Vô Nguyên dặn dò cứu độ nhân thiên phẩm thứ 13 đức Phật nhà Pha Lung đó đừng Thế Tôn giờ cánh tay sẵn vàng xoa đánh ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát mà báo rằng: Địa tạng thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đứng từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ của ông không thể nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn. Dầu cho ca đức Phật mười phương khen ngài tuyên nói, nhưng sư chẳng thể nghĩ bàn, của ông trăm nghìn muôn kia cũng chẳng hên đằng này. Địa tạng ông nên nhớ hôm nay, ta ở trong cung trời đao lời nơi pháp hội lớn, có trăm nghìn muôn ưng bân khà thuế bơ khà thuế ta ca ca đứng phà căng vì bồ ta căng hàng trời rồng tam bồ chúng đây. Một lần nữa đem ca hàng chúng sanh trong kẻ, những kẻ ở trong nhà lửa chưa ra coi ba coi mà giao phó cho ông chớ để ca chúng sanh đó phải bị đọa vào an đào dầu là chừng một ngày. Một đêm huân chi lại để cho chúng nó phải bị đọa lạc vào địa ngục ngô vô gian cùng địa ngục a tỳ mãi đến nghìn muôn ư kiếp không lúc nào ra khỏi ư này. Địa tạng tâm tánh của chúng sanh cõi diêm phù đề không định phần đông đều quen theo thói thoáng hoàng, có người phát tâm lành nhưng rồi không bao lâu liền thôi tha, còn như duyên an lại luôn luôn tăng trưởng. Cùng vì lẽ đó nên ta phải chia thân này ra trăm nghìn ức để hóa đông, thuận theo căn tánh của chúng nó, hầu làm cho chúng nó đưa giải thoát này. Địa tạng hôm nay ta ân cần đem chúng trời người giao phó cho ông, trong đời sau như có hàng trời người cùng thiên nam thiên nữ nào trồng chung in căn lành ở trong phần pháp chừng bằng sợi lòng mấy trần hột can giọt nước thai. Ông nên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó, làm cho người đó tu tâm lần lần đào hành mỗi thân. Lại vậy nữa này đi ta, Bồ Tát trong đời sao hoàng có trời ấy, người nào phải theo nghiêm mà thọ ba bi đọa vào chôn án đạo, đến khi bi đọa vào án đạo vừa bước đến cửa ngục. Nhưng
chúng sanh đó nếu có thể niệm đặng danh hiệu của Đức Phật hay danh hiệu của một vị Bồ Tát cùng một câu một kệ kinh điển đại thường. Ông nên dùng thân lực của ông tìm phương chữa cứu và cả chúng sanh đó. Ông nên hiện thân ra trừa kẻ đó phá tan địa ngục làm cho họ đưa sanh lên cõi trời. Hưởng những sự vui vì diệu thù thắng bây giờ đứng Thế Tôn liền nói kể rằng đời nay đời sau chung thiên nhân nay ta ân cần dặn báo ông dùng đại thần thông quyền độ hồn. Đừng cho án đào đòa vào trong Bồ Tát tuân chi bây giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát quỳ gối chắp tay bành cùng đứng phần rằng bạch Đức Thế Tôn tôi xin Đức Thế Tôn chớ lo. Trong đời sau nếu có người thiện nam cũng kế thiên nữ nào đối với trong phần pháp có môn niệm cung kính còn cung dùng trăm nghìn phương tiện đô thoát người đó làm cho mau đàn giải thoát trong đường sanh tử. Huống nữa là nghe ca vía lành rồi luôn luôn tu hành tự nhiên ở nơi đạo vô thượng không bao giờ còn thôi chuyển hư không tàn bành hỏi lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát bành lời nói trên đó vừa xong. Trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tăng Bành cùng đứng phần rằng bành Đức Thế Tôn từ khi con đến cung trời đạo lời này nghe Đức Như Lai người khen hoài thần thế lực công thế nghi bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Trong đời sau vẫn có người thiện nam cùng thiền nữ nào cho đến tăng cá hàng trời rồng vân vân nghe kinh điển này và nghe danh từ của Địa Tạng Bồ Tát cùng với chim lệ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát. Thời nhân kẻ ấy được bao nhiêu điều phương lời cuối mong Đức Thế Tôn về tăng ca hàng chúng sanh ở hiện tại và vì lai mà nói lược việc ấy cho. 28 điều lời Đức Phật bao ngài Hư Không Tạng Bồ Tát lắng nghe cho kỳ ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho. Trong đời sau người thiện nam cùng thiện nữ nào thấy hình thương của ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh này cho đến đồng tung dùng hương hoa đồ ăn món uống y phục vân bao mà bồ thí cúng dường người khen. Chim lệ thời kê ấy được 28 điều lợi ích như sau đây. Một càng hàng trời rồng thường hồ niệm, hai quá lanh càng ngày càng thêm lớn, ba chứa nhóm nhân vô thường của thanh, bốn mãi không còn thôi thân đạo bồ đề. Năm đồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ, sao nhưng bệnh tà không đến nơi thân, bãi khói nhưng tai nạn về nướng và lửa, tam không có bị hại vì trộm cướp, chính có người khác thấy đến sanh lòng cung kinh. Mười ca hàng quê thần theo hộ trì, mười một đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai, mười hai đời sau sẽ làm con gái cán hàng vương gia đại thần. Mười ba thân tướng sinh đẹp, mười bốn phần nhiều đưa sanh về cõi trời, mười lăm hoàng làm bừng vua chúa, mười sáu có trí sáng biết rõ việc trong những đời trường.
mười bài có mong cầu chi cũng đều được toại ý. Mười tam quyến thuộc an vui, mười chín ca tai và bất ngờ đều dứt sạch. Hai mươi ca nghiệm về án đạo đều trừ hẳn. Hai mươi mô đi đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại. Hai mươi hai đêm nằm chim bao an ổn vui vẻ. Hai mươi ba những người thân tổng đà trên nếu có tội tời được khỏi không. Hai mươi bốn nếu về đời chưa có phước thời được khó sanh về cõi vui sướng. Hai mươi lăm ca bờ thanh người khen. Hai mươi sáu căn thánh lanh lời thông minh. Hai mươi bảy giàu lòng tư mẫn. Hai mươi tám rốt ráo thành phần. Bảy điều lời lại vậy nữa này hư không tam bồ tát. Như hàng trời rộng quê thần ơi yên tai và vì lai nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát đánh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát hoa nghe ca sư về bốn nguyện tu hành. Của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà khen ngợi chim lễ thờ sẽ đặng bày điều lời ấn. Một màu chân bờ thánh, hai nghiệp ác tiêu diệt, ba chư Phật đến ủng hộ. Bồn không thối thân Bồ Đề Tâm, năm bốn lượng được tăng trưởng, sáu việc đời trương đều rõ biết. Bài rốt rao thành phần, đại hội tháng tháng bây giờ bất khả thuyết tăng ca ca đưa phân và đại Bồ Tát cùng tam bố chúng trời rồng. Mười phương đến dự pháp hội đó nghe Đức Thế Ca Mâu Ni Phật người khen khuyên bài xứng oai thần lớn chẳng thể nghi bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát đều khen việc là việc chưa từng con. Lúc đó trời đau lời rưới vô lượng hương hoa thiền y chuối ngọc đê cung dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và Địa Tạng Bồ Tát xong rồi tăng ca đại chúng trong pháp hội đều lại chim lê chắp tay mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện quyên hạ hết bốn thế Địa Tạng so nhân trong kinh tạng tờ căm ống do tiền sanh đời nay tùng đại thừa phương lợi vô cùng. Quyết sèn báo vang sanh Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng. Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng. Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tăng. Đạo lời Thế Tôn nói pháp màu Địa Tạng công hành ra rộng sâu. Thánh giáo mai truyền sao chẳng ngân. Khâm lời trời người khỏi khổ sầu. Trời A-tu-la già xoa thanh. Nên nghe pháp đó nên chỉ tâm ủng hộ Phật pháp khiến thường còn. Mỗi vị siêng tu lời Phật dạy bao nhiêu người nghe đến chỗ này hòa trên đấng liền hoàng hư không. Thường đôi người đời sanh từ tâm ngày đêm từ mình nương pháp ơn. Nguyện cả thế giới thường an ổn, phước trí vô biên lời quần sanh, bao nhiêu tội chướng nghiệp tiêu trừ, xa lìa ca khổ về viên tịnh, hằng dùng giới hương xoa vong sang. Thường diện đinh phong để giúp thân hoa màu bồ đề cáp trang nghiêm, tùy theo chỗ thường an là
Nam mô tội ta phu chánh ung hô đạo tràng hộ pháp chư tôn Bồ Tát. Nam mô tội ta phu chánh ung hô đạo tràng hộ pháp chư tôn Bồ Tát. Nam mô tội ta phu chánh ung hô đạo tràng hộ pháp chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tăng. Ma Văn Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Tự Tại Bồ Tát Hành Thầm Văn Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiều Kiên Ngũ Uẩn Giai Không Đòi Những Kheo Cô Anh Xa Lời Tư Sáng Bất Gì Không Không Bấn Gì Sáng Sáng Tưng Thì Không Không từ thi sanh thọ tương hành tương diệt phụng như thi xa lợi từ thì chư pháp không tướng bơ sanh bân diệt bân cao bơ tịnh bơ tăng bấn giam thì có không trung vô sanh vô thọ tương hành thân vô nhà nhị thi địa tân y vô sa tịnh nương vị sung phạm vô nhàn giải nài chi vô ý thân giải vô minh diệt vô minh tăng nài chi vô lao từ diệt vô lao từ tăng vô khó tâm diệt đạo vô tri diệt vô đăng diệt vô sa đăng cô bồ đề tăng đòi bắn nhà ba la mừng đa cố tâm vô quay ngài vô quay ngài cô Phụ cùng bố biến lê điên đa mộng tấn cơ canh ni bà tam thế chư phần nghị bàn nhá ba la mận đa cố đăng nga đầu đa la tam miêu tam bồ đề cô trì bàn nhá ba la mận đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thương chú thì vô đăng đăng chung năng cử nhân thế cô chân thiền băng ngự cô thuyết băng nhà ba la mận đa chú từng thuê chú vi đế đề ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà ha yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà ha yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà ha bà nhân thế nghiệp chứng căn bản đa sanh tịnh độ đà la ni nam mô a di đà bà già đa tha già đa già đa điện già tha di đi đô bà tỳ già di đi đa thắng tam bà tỳ A di đà đa tỳ ca lăng đề A di đà đa tỳ ca lăng đa gia di ni gia gia na chi đa ca lê ta bà ha nam mô A di đà bà già đa tha già đa già đa điện già tha di đà đô bà tỳ A di đà đa tơ đam bà tỳ A di đà đa tỳ ca lăng đề A di đà đa tỳ ca lăng đa gia di ni gia gia na chi đa ca lê ta bà ha nam mô A di đà bà già đa tha già đa già đa điện già tha di đà đô bà tỳ A di đà đa tấn đam bà tỳ A di đà đa tỳ ca lăng đề A di đà đa tỳ ca lăng đa già di ni già già na chi đa ca lê ta bà ha Đà Phật thân kim sa khe tướng a quang minh vô đẳng luân bành hào uyên chuyên ngũ tu di a cam mung trần thánh tứ đại hải quang trung hóa phần vô số ứng hóa bồ tát chúng diệt vô biên Tư thâm ba nguyện độ chúng sanh cứu pháp hàm linh đang bị ngàn ngày nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 a di Nam mô A Di Đà Phật 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 Nam mô A Di
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Mười phương chư Phật ba đời à Di Đà Bực nhất chẳng rời quần sanh à, sen vàng chín pháp tăng dành anh oai linh đơn cả đã dành vô biên à, nay con dựng tâm lòng thiền quy y với Phật Sam liền tôi căn à, phước lành con có chi chăng in nhiều quê con nguyện rằng về Tây à, nguyện cùng với bạn tu đây à, tuy thời cảm ứng hiện nay điềm lành à, biên giờ biết khắc rõ rành làm chung tàn mặt cánh lạnh tây phương thấy nghe chánh niệm hơn thường vãng sanh là quấn đồng nương hoa vàng hoa nơ thấy Phật rõ ràng thoát vọng sanh tứ đô an muôn loài phiền não vô biên thể dừng trừ pháp môn tu hồng chẳng còn dư chúng sanh nguyện đồ bờ kia đến đạo vẫn cùng nhau chứng tri như ai hư không coi nó dầu cùng nguyện trên còn mãi chẳng cùng chẳng thiên
không tình cũng có đồng nguyện trí màu của phần đồng viên đồng thành. Nay con lại nguyện tu hành vô hiền nguyện lớn sẵn dành mười môn. Một là nguyện lại Thế Tôn hiền thân chư Phật hình lòng kinh tinh, hai khen Phật đứng rộng thanh lời hay tiếng tô thân tình người can. Ba thời trăm đố hương hoa tràng phan bao cái dưng ra cũng dường, bốn vì mê chấp lầm đường tham sân nghiệm chướng con thường sám luôn. Năm suy công đức vàng muôn của phàm của thánh con đồng vui sau khi Phật chứng thượng thừa. Phàm màu con thánh đã vừa truyền trao, bay lòng chẳng chúng lãng sao cầu xin chư Phật chớ vào vô dư. Tam thường tu hồng đại thừa, bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con. Chính thế chẳng dám mỏi mòn, dẫn diệu muôn loài đều tròn pháp thân. Mười đêm công đức huân, mọi loài cùng hướng khắp trần cùng vui. Điều nguyện lớn nguyện rồi nguyện về cực lạc ngồi tòa sen. Niệm Phật con đệ thù thắng hành này vô biên thắng phước giai hồi hướng ơi phổ nguyện phạm giới chư chúng sanh tông vang vô lượng quang Phật sang. Nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chân minh liệu, phó nguyện thôi chương tấn tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, cử pháp liên hoa vi phù màu, khai kiến Phật ngộ vô sanh, bấn thôi Bồ Tát vì bàn lượng. Nguyện gì từ công đức phó từ nhân thiên, ngã đằng giữ chúng sanh giai công thành Phật đạo. Tự quy Phật God.